Hiền chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Hiền chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của luật sư Đỗ Trọng Hiền, kênh cập nhật và chia sẻ trực tuyến các văn bản pháp luật, các bản án, các quyết định của tòa án về hình sự, dân sự, hành chính, thuế, kế toán, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, vân vân. Cập nhật và chia sẻ các kỹ năng về hành nghề luật sư, về thuế, về kế toán, vân vân. Cập nhật và chia sẻ hướng dẫn đào tạo học viên, nhân viên về hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, kê khai thuế, quyết toán thuế và các công việc khác có liên quan đến pháp luật, về thuế, về kế toán, vân vân. Hiền chào tất cả các bạn. Thì thời gian rồi, có nhiều bạn yêu cầu Hiền chia sẻ một cái chuyên đề về soạn thảo hợp đồng theo Bộ Luật Dân sự năm 2015. Thì thấy theo yêu cầu của các bạn hôm nay, Hiền sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một cái chuyên đề, đó là một số vấn đề cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng theo Bộ Luật Dân sự năm 2015. Về cái mục đích của cái chuyên đề này á, là nhằm để hỗ trợ các bạn tìm hiểu một số khái niệm cơ bản nhưng mà nó trọng tâm về hợp đồng dân sự. Qua đó thì chúng ta sẽ nâng cao cái kỹ năng soạn thảo hợp đồng dân sự, cũng như chúng ta sẽ tránh được cái rủi ro pháp lý khi ký kết và thực hiện hợp đồng. Về nội dung á, thì Hiền có phần tham lam nên đưa cũng khá nhiều nội dung tương đối đầy đủ vào cái chuyên đề này, cho nên Hiền sẽ không biết là có kịp thời gian để chia sẻ trong buổi hôm nay hay không. Thì thôi, trước mắt thì chia sẻ được phần nào thì sẽ chia sẻ phần đó, và phần nào mà chưa có chia sẻ kịp thì chúng ta sẽ thực hiện chia sẻ ở buổi tiếp theo. Về nội dung thì Hiền chia làm 5 chương. Chương thứ nhất là Hiền nói về cái quy trình thực hiện trước khi chúng ta ký kết hợp đồng. Cái chương thứ hai là Hiền chia sẻ về cái nội dung là đề nghị giao kết hợp đồng. Và nội dung chương thứ ba là nội dung chính là ký kết hợp đồng. Và nội dung của chương thứ tư là chúng ta sẽ giải quyết tranh chấp hợp đồng như thế nào nếu mà có tranh chấp xảy ra. Và cái chương thứ năm là Hiền sẽ nêu một số cái biện pháp để chúng ta phòng tránh cái rủi ro pháp lý khi chúng ta thực hiện ký kết và thực hiện hợp đồng. Về cái nội dung chương 1 là thực hiện quy trình, là cái quy trình thực hiện trước khi chúng ta thực hiện ký kết hợp đồng. Thật ra cái quy trình này, cái chương này thì không phải là một cái chương bắt buộc, mà thông thường qua những lần tiếp xúc với khách hàng hoặc là những công ty thì Hiền đúc kết ra được một số cái bước cơ bản của cái quy trình này để chúng ta phòng tránh cái rủi ro trước khi chúng ta thực hiện ký kết hợp đồng. Về các bước trong cái quy trình này thì chúng ta có thể bỏ đi một cái bước nào đó, hoặc là chúng ta có thể giữ nguyên tùy vào hoàn cảnh và tình huống thực tế của chúng ta thôi. Hiền trong cái quy trình này thì Hiền chia làm 8 cái bước. Riêng cái bước số 1 là tìm hiểu về đối tác. Và cái bước số 2 là tiếp nhận hoặc là cung cấp yêu cầu hoặc là đề nghị. Hai cái bước này thì thực tế có thể là ván đổi vị trí cho nhau, tùy vào cái vị trí chúng ta là nhà cung cấp hay là chúng ta là khách hàng. Ví dụ như chúng ta là khách hàng thì chúng ta phải tìm hiểu đối tác trước. Còn chúng ta là nhà cung cấp thì thường nhà cung cấp chúng ta sẽ cung cấp tràn lan, chúng ta sẽ báo giá rất là nhiều, chúng ta không có phải tìm hiểu về cái đối tác chúng ta trước. Và sau đó khi mà đối tác chúng ta ok với cái báo giá đó, hoặc là họ tiếp nhận cái báo giá đó, họ có thông tin về cái báo giá đó, họ quay trở lại, họ liên lạc với mình, thì khi đó mình sẽ tìm hiểu về cái đối tác. Tìm hiểu đối tác, cái mục đích của tìm hiểu đối tác để làm cái gì? Mục đích của tìm hiểu việc chúng ta tìm hiểu đối tác là chúng ta để chúng ta không phải mất
thời gian nhiều quá trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện đàm phán hoặc là ký kết hợp đồng sau này. Chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ đối tác mà mình đang dự định sẽ xác lập một cái mối quan hệ mua bán, ký kết hợp đồng. Không chỉ đối với cái đối tác mà chúng ta lần đầu tiên mà chúng ta làm ăn với nhau, mà chúng ta cũng phải tiếp tục chúng ta tìm hiểu cái thông tin và xem xét lại cái khả năng, điều kiện thay đổi của những cái khách hàng mà quen thuộc đã từng làm ăn với chúng ta, và ở những lần mà tiếp tục ký hợp đồng sau chúng ta vẫn phải tìm hiểu về họ. Cái việc tìm hiểu kỹ này á sẽ giúp chúng ta đánh giá được cái khả năng, cái sự tín nhiệm cũng như cái sự hạn chế của đối tác. Từ đó sẽ có một sự lựa chọn cần thiết là chúng ta có nên hợp tác hay ký kết hợp đồng với họ hay không. Việc làm này thật sự là hoàn toàn cần thiết, vì chẳng những có thể loại trừ hoặc hạn chế đến mức tối thiểu cái rủi ro khi chúng ta đặt bút ký hợp đồng, mà còn tạo cho chúng ta cơ hội cho công việc của chúng ta luôn phát triển một cách vững chắc. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm hiểu về đối tác của mình. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu cái gì về đối tác của mình? Chúng ta tìm hiểu về năng lực chủ thể của hợp đồng, như là đối tác trong đàm phán có thể tồn tại trên thực tế hay không? Họ có năng lực pháp lý hay không? Nếu không, sẽ dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Ngành nghề kinh doanh của đối tác có phù hợp với hoạt động kinh doanh mà chúng ta đang mong muốn hay không, hợp tác hay không? Năng lực tài chính của họ như thế nào? Năng lực thực hiện hợp đồng của họ ra sao? Họ có đủ năng lực để thực hiện hay không? Đó, chúng ta, đó là những gì mà chúng ta cần phải tìm hiểu cơ bản về đối tác chúng ta trước khi chúng ta thực hiện tiếp xúc với họ. Cái sự tin cậy đối tác chỉ có được khi chúng ta biết rõ và hiểu rõ được họ. Thì, ví dụ như có một cái trường hợp là vừa rồi có một cái công ty như thế này, cái chị H đó chỉ là đại diện pháp luật của một cái công ty A. Chị mới quen với một anh X. Anh X này là công tác tại Sở Tài nguyên Môi trường Y. Thì anh X này có một cái công ty B do cha vợ của anh là đại diện pháp luật. Chị H thì chỉ tiếp xúc được với anh A. Anh X thôi, cho nên tin tưởng anh X nên mới làm việc đàm phán với anh X và thực hiện ký kết hợp đồng với công ty B về một cái dịch vụ pháp lý liên quan đến cái hồ sơ hoàn công dự án bất động sản. Thì theo hợp đồng á thì bên A ứng trước cho bên B 50% giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện là 6 tháng. Nhưng quá 6 tháng công việc vẫn chưa có tiến hành gì cả, nên công ty A nhiều lần liên hệ với anh X nhưng anh X không bắt máy, anh X không nhận tin, anh X không trả lời. Thì công ty A mới làm cái văn bản gửi cho công ty B để yêu cầu công ty B hoàn trả 50% giá trị hợp đồng và thanh lý cái hợp đồng này. Nhưng văn bản gửi qua đường bưu điện đã bị trả về với lý do là không có người nhận. Thì sau đó qua tìm hiểu các kênh như là tra cứu trên cái trang đăng ký kinh doanh.gov.vn của Cổng Thông tin Quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp, hay là cái trang tra cứu người nộp thuế của Tổng cục Thuế, thì phát hiện ra công ty B đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh trước khi cái ngày mà ký kết hợp đồng. Đấy, vấn đề quan trọng là khi ký kết hợp đồng, chị H chị tin tưởng anh Yết, nên chị H ký hợp đồng mà chị H không tìm hiểu được về cái đối tác của mình, đó là công ty B, có tồn tại thực tế hay không tồn tại thực tế, có còn hoạt động kinh doanh trên cái địa chỉ đăng ký kinh doanh với lại cơ quan nhà nước hay không, hay là công ty này có bị thuế đưa vào cái dạng là doanh nghiệp bỏ trốn hay không, vân vân. Đó, chỉ do là không có tìm hiểu kỹ cho nên là sẽ bị rủi ro về pháp lý. Đó là đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu về cái đối tác. Thứ hai là chúng ta tiếp nhận hoặc là chúng ta cung cấp yêu cầu đề nghị. Tiếp nhận hay là cung cấp thì nó tùy vào chúng ta đứng ở một cái góc độ nào. Nếu như chúng ta là bên bán hàng thì tất nhiên chúng ta sẽ tiếp nhận yêu cầu
mua hàng của khách hàng. Còn nếu mà chúng ta là bên mua hàng thì chúng ta lại là bên cung cấp yêu cầu mua hàng cho nhà cung cấp. Mà chúng ta tiếp nhận hoặc là chúng ta cung cấp qua cái gì? Đầu tiên, nếu mà chúng ta là đơn vị mua hàng thì chúng ta cung cấp yêu cầu mua hàng cho nhà cung cấp qua đâu? Qua cái bước thứ ba là chúng ta sẽ soạn thư hỏi giá. Mục đích của việc soạn thư hỏi giá này để làm cái gì? Mục đích của việc soạn thư hỏi giá để chúng ta hỏi cái nhà cung cấp đó đó là họ có cung cấp cái mặt hàng nào mà chúng ta cần hay không, và chúng ta yêu cầu họ chào giá theo những cái điều kiện cụ thể về từng loại mặt hàng mà chúng ta mong muốn, chúng ta đang muốn để chúng ta kinh doanh cái mặt hàng đó. Ví dụ như có một cái thư soạn giá như thế này, cái thư hỏi giá như thế này. Đây là cái mẫu một cái mẫu mà thực tế thì lấy từ một cái thư soạn giá, soạn thư hỏi giá của khách hàng. Mình thấy cái câu chữ khá hay. Ví dụ nè, về thị trường của chúng tôi, vì thị trường của chúng tôi thường xuyên có nhu cầu về mặt hàng khuôn đúc và khuôn rập đã qua sử dụng, dùng cho máy đúc bơm chất dẻo và máy đúc rập kim loại để sản xuất sản phẩm gì đó. Từ website của quý công ty, chúng tôi lưu ý thấy rằng quý công ty có thể cung cấp các mặt hàng trên với giá hấp dẫn. Chúng tôi xin đề nghị quý công ty cung cấp cho chúng tôi một bản báo giá đầy đủ cho số hàng hiện có của quý công ty với những thông tin sau. Thứ nhất là kiểu dáng khuôn. Thứ hai là kích thước chủ yếu và trọng lượng của khuôn. Thứ ba, trọng lượng của sản phẩm chất dẻo, vân vân. Đó, họ liệt kê ra tất cả mà các tiêu chí mà họ đang mong muốn về cái sản phẩm mà họ muốn mua. Họ liệt kê ra. Và họ nêu, nếu chúng tôi đặt mua thì quý công ty có thể cung cấp những tài liệu kỹ thuật nào, bản vẽ, cơ chế hoạt động, báo cáo hoặc giấy chứng nhận kiểm tra, vân vân. Đó, đó là một cái cắt ngắn của một cái thư soạn hỏi giá. Thì xét về cái góc độ pháp luật thì thư hỏi giá là một cái bước khởi đầu để bên hỏi về điều kiện giao dịch của bên bán. Thư hỏi giá nó không có mang tính ràng buộc cho cả hai bên, nhưng là một bước khởi đầu không thể thiếu trong bất kỳ một cái cuộc giao dịch mua bán nào. Đôi khi bên bán có thể chào giá trực tiếp mà không cần phải qua thư hỏi giá. Đó, nếu mà bên bán, nhiều khi bên bán họ có thể chào giá luôn chứ không có cần phải có cái thư hỏi giá. Và khi mà soạn thư hỏi giá xong, chúng ta chờ một thời gian mà chúng ta vẫn không thấy ở bên cái chỗ mà chúng ta muốn họ báo giá, họ trả lời cái thư chào giá của chúng ta, thì chúng ta có thể hối thúc họ bằng cái thư hối thúc hồi âm thư hỏi giá. Đó, đây là tên gọi, hối thúc hồi âm thư hỏi giá. Đây là một cái ví dụ về hối thúc hồi âm thư hỏi giá. Chúng tôi đã gửi kèm trong cái lá thư ngày ngày gì đó ha, về cái việc hỏi giá số mấy về cái mặt hàng gì đó, và chúng ta và gửi thêm cái lá thư nhắc số mấy. Cái này trường hợp chúng ta đã nhắc một lần rồi, bây giờ chúng ta nhắc nữa thì chúng ta ghi vào gửi thêm lá thư nhắc số mấy ngày mấy đó. Và vì đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được thư hồi âm của quý công ty, nên chúng tôi buộc phải hối thúc quý công ty gửi bản báo giá cho chúng tôi ngay để tránh tình trạng bản báo giá đến nơi quá muộn, người sử dụng không thể xem xét. Đây, đó là hiện trích dẫn một cái hối thúc về cái thư, cái bản chào giá. Cái bước soạn thư hỏi giá xong thì đây là soạn thư hỏi giá đối với khách hàng. Và sau khi nhận được cái thư hỏi giá của khách hàng thì nhà cung cấp sẽ tiến hành là soạn thư chào giá. Cái thư chào giá là gì? Cái thư chào giá nó là một cái văn bản được bên
báo giá gửi đến khách hàng và đối tác trực tiếp hoặc là thông qua email. Và thông qua cái thư soạn giá hỏi giá này, thông qua cái thư soạn hỏi giá của khách hàng, hoặc là chúng ta có thể chủ động thư ngỏ chào giá này. Có nghĩa là cái thư chào giá này chúng ta có hai cái phương pháp. Một là chúng ta căn cứ vào cái soạn thư hỏi giá của khách hàng để chúng ta trả lời. Hai là chúng ta chủ động soạn một cái thư chào giá để chúng ta gửi cho cái khách hàng chúng ta. Nội dung cái thư chào giá như thế nào? Nội dung thư chào giá thì thường á, trong cái thư nó sẽ giới thiệu được một cái số thông tin cơ bản của doanh nghiệp nè, sản phẩm kinh doanh, và chứa cái mục đích mời hợp tác kinh doanh, mà hợp tác thương mại mua bán. Khi gửi thư chào hàng một cách tinh tế thì sẽ khiến đối tác và khách hàng biết đến doanh nghiệp, từ đó việc trao đổi buôn bán nó diễn ra sẽ thuận lợi hơn. Bên chào giá là bên đưa ra thư chào giá, còn bên được chào giá là bên nhận thư chào giá. Sau khi mà chúng ta soạn thư chào giá xong thì khách hàng chúng ta nhận được cái thư chào giá này, nếu họ ok, đồng ý hay không đồng ý thì họ sẽ soạn lại một cái thư gọi là soạn thư hoàn giá chào. Thư hoàn giá chào hay còn gọi được là thư chào giá ngược lại, là thư do bên được chào giá đưa ra sau khi nhận được thư chào giá. Họ sẽ yêu cầu sửa đổi bổ sung hoặc thay đổi những cái điều kiện nào đã nêu trong thư mà họ không đồng ý hoặc không hoàn toàn đồng ý với bên chào giá. Có một vấn đề lưu ý là nói cách khác là thư hoàn giá chào này á là thư mà nêu giá mới hoặc là yêu cầu mới của bên được chào giá đối với bên chào giá. Chúng ta cũng phải lưu ý rằng cái thư hoàn giá chào này phải được đưa ra trong cái thời hạn hiệu lực của thư chào giá. Nếu không sẽ có tình trạng nếu không thì cái tính ràng buộc đối với để nó mang cái tính ràng buộc đối với bên chào giá, thì thông thường á trong cái thư chào giá họ sẽ có một cái deadline, ấn định một cái thời gian là cái thư chào giá này có giá trị trong thời hạn bao lâu, hoặc là đến ngày nào, qua cái ngày đó hoặc qua cái thời hạn đó thì cái thư chào giá này, cái đơn giá này nó đương nhiên là nó không còn hiệu lực nữa đấy. Cho nên là bên mà nhận được cái thư chào giá này á thì phải có một cái thư hoàn giá chào nằm trong cái thời gian mà cái thư chào giá đã nêu ra. Đây, Hiền sẽ có một cái ví dụ về trích dẫn một cái ví dụ về cái nội dung mà thư hoàn giá chào. Hiền thấy khá hay. Ví dụ như là chúng tôi xin cảm ơn quý công ty về bản báo giá số gì đó. Khi so sánh bản báo giá này với bản báo giá số gì đó của quý công ty trong đơn đặt hàng lần trước của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy rằng hiện quý công ty báo giá phí chuyển hàng gửi bằng xe tải tăng lên 2%. Phải thừa nhận rằng giá thị trường của loại máy ít có tăng chút ít, nhưng chúng tôi muốn nêu ra rằng vì bản báo giá hiện tại của quý công ty là theo các điều kiện giá hàng cộng phí vận chuyển. Hơn nữa, phí vận chuyển cao hơn phí thông thường trên thị trường. Phí vận chuyển thấp hơn hoàn toàn có thể bù đắp lại việc tăng giá của máy ép. Do đó, đơn giá của đơn đặt hàng lần này nên giống đơn giá của đơn đặt hàng lần trước của chúng tôi. Xin quý công ty xem xét ý kiến của chúng tôi và xác nhận cho chúng tôi bằng fax. Đấy, đấy là cái nội dung về một cái thư hoàn giá chào. Và
Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ bức thư điện tử gửi ngày tháng năm. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ bức thư điện tử gửi ngày tháng năm. Vì hai công ty chúng ta đã giao dịch làm ăn với nhau rất nhiều năm, nên chúng tôi rất muốn chấp nhận yêu cầu giảm giá của quý công ty đối với mặt hàng XX. Tuy nhiên, có rất nhiều khó khăn như là giá nguyên liệu thô của chúng tôi đã tăng mạnh trong 3 tháng qua, nên để giảm 10% như quý công ty đề cập, chúng tôi không thể không hạ thấp chất lượng của chúng tôi. Đây là điều chúng tôi không mong muốn. Thay vì giảm giá 10% đối với mặt hàng X, chúng tôi đề nghị giảm 5% trên tất cả các mặt hàng đối với những đơn hàng có giá trị bao nhiêu đó trở lên. Như vậy, chúng tôi có thể giảm giá mà không hạ thấp các tiêu chuẩn chất lượng. Chúng tôi hy vọng quý công ty sẽ đồng ý với đề nghị ngược lại của chúng tôi và rất mong nhận được đơn đặt hàng thường xuyên của quý công ty như trước đây. Đấy, đấy là cái thư trả lời cho cái thư hoàn giá chào đối với khách hàng. Và chúng ta sang qua cái bước thứ 6. Đó là chúng ta, khi mà chúng ta nhận được cái thư hoàn giá chào này và chúng ta có chấp nhận hay không chấp nhận, chúng ta soạn một cái thư nữa là chúng ta gọi là soạn thư chấp nhận. Thư chấp nhận là chúng ta khẳng định của cái bên được chào giá đồng ý một cách vô điều kiện đối với các điều kiện nêu trong thư chào giá đã khẳng định. Và chúng ta đồng ý lập hợp đồng theo những điều kiện trong thời hạn hiệu lực của thư chào giá khẳng định này. Một khi thư chào giá được chấp nhận thì xem như hợp đồng sẽ được lập. Ví dụ như là, đây là một cái ví dụ về việc trả lời chấp nhận hay không chấp nhận cái thư chào giá. Chúng tôi vui mừng thông báo với quý công ty rằng chúng tôi chấp nhận thư chào giá đề ngày tháng năm nào đó của quý công ty. Quý công ty vui lòng hồi âm thật sớm cho chúng tôi bằng thư điện tử ABC gì đó, mocgmail.com. Đó, đây là một cái trích dẫn về cái chấp thuận cái thư chào giá của nhà cung cấp. Và sau khi chúng ta đã chấp nhận, hai bên chấp nhận cái thư chào giá rồi, thì tiếp tục là soạn thảo biên bản đàm phán. Cái biên bản đàm phán là cái biên bản mà chúng ta ghi chép cách ngắn gọn về nội dung của cuộc đàm phán. Nó phản ánh đề tài, chương trình, nội dung và kết quả chúng ta đàm phán. Đây là cái bản ghi chép chính thức về nội dung cuộc nói chuyện trực tiếp để tránh hiểu lầm, bỏ sót hoặc làm lời nhắc nhở khéo về sau. Biên bản đàm phán thường được dùng làm tài liệu để cho cái người đại diện đàm phán báo cáo tình hình đàm phán với cấp trên, đồng thời là căn cứ để ký hợp đồng sau này. Khi hai bên ký biên bản đàm phán, nó sẽ có tính ràng buộc nhất định đối với hai bên, nhưng không có hiệu lực pháp lý như hợp đồng. Đó. Và sau cái biên sau khi soạn thảo biên bản đàm phán hai bên thì chúng ta có thể tiếp tục là soạn thảo một cái biên bản ghi nhớ, hoặc là chúng ta bỏ qua cái soạn thảo biên bản ghi nhớ này cũng được, đó là tùy chúng ta. Nhưng mà thường thì chúng ta soạn thêm một cái biên bản, soạn thảo thêm một cái biên bản ghi nhớ nữa. Cái định nghĩa chính xác của cái biên bản ghi nhớ đó là tài liệu được sử dụng để nhắc nhở hoặc để gợi lên sự chú ý của người khác về một cái việc gì đó. Nói một cách khác là cái biên bản ghi nhớ này là văn bản sao chép các vấn đề đàm phán giữa hai bên và những thỏa thuận đạt được, dùng để làm tài liệu tham khảo quan trọng khi ký kết hợp đồng. Trong cái xã hội thông tin phát triển mạnh như hiện nay thì mặc dù rất nhiều công ty đã sử dụng rộng rãi thư điện tử, chỉ cần chúng ta vào mạng là hai bên có thể ký hợp đồng với nhau được. Nhưng trong cái cuộc đàm phán thương mại trực diện, bản ghi nhớ nó vẫn có một cái vai trò rất là quan trọng. Đấy, đấy là các bước mà trong cái quy trình chúng ta phải thực hiện trước khi chúng ta ký kết hợp đồng. Đôi khi những cái bước này chúng ta nghĩ nó đơn giản,
nhưng mà thật sự là nó là những cái bước điểm, những cái bước cơ bản để chúng ta. Ở cái phần trước thì chúng ta đã chia sẻ xong cái chương 1 là cái quy trình thực hiện trước khi ký kết hợp đồng. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục qua cái chương 2 là đề nghị giao kết hợp đồng. Ở cái chương 2 đề nghị giao kết hợp đồng này thì chúng ta sẽ đi qua ba cái nội dung. Nội dung thứ nhất là pháp luật hợp đồng và nguyên tắc áp dụng pháp luật. Thứ hai là đề nghị giao kết hợp đồng. Thứ ba là trả lời đề nghị giao kết hợp đồng. Về pháp luật hợp đồng và nguyên tắc áp dụng pháp luật thì đầu tiên chúng ta phải nắm cái cơ bản nhất, đó là cái khái niệm về pháp luật hợp đồng. Pháp luật hợp đồng là gì? Pháp luật hợp đồng là tập hợp những cái quy định của pháp luật điều chỉnh cái mối quan hệ hợp đồng từ khi các bên ký kết thực hiện đến khi giải quyết tranh chấp hợp đồng. Và pháp luật hợp đồng điều chỉnh như thế nào? Được pháp luật điều chỉnh ra sao? Pháp luật điều chỉnh việc giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại nói chung đó, thì có như là Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Thương mại 2005 và Luật Chuyên ngành. Thì tùy vào từng loại hợp đồng mà chúng ta có các luật mà chúng ta gọi là luật chuyên ngành khác nhau. Ví dụ như hợp đồng xây dựng thì chúng ta có luật xây dựng năm 2014 và các văn bản dưới luật có liên quan. Hợp đồng chuyên chở hàng hóa thì chúng ta có Bộ Luật Hàng hải năm 2015 và các văn bản dưới luật có liên quan. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng chúng ta không nên chỉ hiểu pháp luật về hợp đồng chỉ nằm trong các văn bản luật. Hiện nay thì luật thương mại nè, luật dân sự nè còn ghi nhận các nguồn khác của pháp luật mà chúng ta nên lưu ý có thể áp dụng trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng, như là thói quen nè, tập quán nè, áp dụng tương tự pháp luật nè, các nguyên tắc cơ bản nè, lẽ công bằng nè, án lệ nè. Hiện nay thì chúng ta có 33 cái án lệ, gồm có 24 án lệ dân sự và 9 cái án lệ về kinh doanh thương mại. Về cái nguyên tắc áp dụng pháp luật á, thì hôm trước anh Hùng cũng có chia sẻ về cái nguyên tắc áp dụng pháp luật một lần trong cái nhóm của chúng ta rồi. Hôm nay Hiền nhắc lại một lần nữa. Thứ nhất là nguyên tắc về giá trị pháp lý của các văn bản pháp luật. Văn bản luật, văn bản dưới luật gồm có nghị định, thông tư này. Thứ hai là nguyên tắc áp dụng luật được ban hành sao. Nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc về luật riêng, hay còn gọi là luật chuyên ngành, luật chung. Đó là ba cái nguyên tắc mà chúng ta áp dụng pháp luật vào khi mà chúng ta soạn thảo hợp đồng dân sự. Ví dụ như hợp đồng xây dựng nè, thì chúng ta sẽ áp dụng là luật xây dựng nè, là luật chung nè, là luật riêng trước nè. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng là luật thương mại nè, rồi đến bộ luật dân sự. Đó là chúng ta đi sơ về pháp luật hợp đồng và nguyên tắc áp dụng pháp luật để chúng ta có thể hiểu một số nội dung cơ bản trong cái chương 2 này. Chúng ta tiếp tục qua cái phần mà đề nghị giao kết hợp đồng. Có nghĩa ở chương 1 là chúng ta đã kết thúc một cái quy trình thực hiện trước khi ký kết hợp đồng rồi. Là chúng ta đến cái phần mà số 8. Nghĩa là chúng ta đã chấp nhận rồi. Chấp nhận là giá. Xin lỗi ồn quá các bạn. Các bạn đợi tí cho mấy bài qua nhé.
Chúng ta đã ở phần trước là chúng ta đã đi đến cái phần mà chúng ta đã chấp nhận rồi, chấp nhận cái giá cả hai bên rồi. Thì sau khi chúng ta đã hoàn tất cái quy trình mà trước khi ký kết hợp đồng thì chúng ta bắt đầu qua cái phần mà chúng ta đề nghị giao kết hợp đồng. Đó. Đề nghị giao kết hợp đồng, cái nội dung của đề nghị giao kết hợp đồng gồm có những gì? Đầu tiên thì chúng ta cũng phải hiểu cái khái niệm về hợp đồng cái đã. Hợp đồng là một cái sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Thì nhắc lại, hợp đồng là sự thỏa thuận nha, thỏa thuận giữa các bên về việc thứ nhất là xác lập, thứ hai là thay đổi hoặc là chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Đó là cái khái niệm về hợp đồng. Như vậy, hợp đồng được hiểu là sự thể hiện ý chí của các bên bằng việc là thỏa thuận với nhau về quyền và nghĩa vụ của các bên, xác định khi nào và trong điều kiện nào thì các quyền và nghĩa vụ này được xác lập, được thay đổi và chấm dứt. Thì các chủ thể mà tham gia trong hợp đồng á, cũng có thể là cá nhân hoặc là pháp nhân hoặc là các loại chủ thể khác. Còn khách thể của hợp đồng chính là đối tượng của hợp đồng. Có thể là tài sản, có thể là hàng hóa, có thể là dịch vụ. Một nguyên tắc quan trọng và được pháp luật bảo vệ là nguyên tắc tự do thỏa thuận, bình đẳng và thiện chí trong việc giao kết thực hiện hợp đồng. Đề nghị giao kết hợp đồng là gì? Đề nghị giao kết hợp đồng là sự thể hiện ý chí của một bên về ý định giao kết hợp đồng với bên đã được xác định cụ thể. Ví dụ như công ty A muốn ký hợp đồng với công ty B thì công ty A sẽ có thiện chí, thì công ty A sẽ đề nghị giao kết hợp đồng với công ty B trên cơ sở là đã xác định về giao dịch, về thỏa thuận, một số thỏa thuận cơ bản về giá cả này nọ ở cái quy trình mà thực hiện trước khi ký kết hợp đồng đó, thì sẽ đề nghị giao kết hợp đồng. Bên đề nghị phải xác định rõ những cái nội dung chủ yếu như là điều khoản cơ bản của hợp đồng và phải chịu sự ràng buộc về cái đề nghị đối với bên đã được đề nghị. Có nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta đề nghị giao kết hợp đồng là chúng ta phải chịu cái sự ràng buộc của chúng ta đối với bên mà chúng ta đã được đề nghị. Nếu mà đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ về thời hạn trả lời mà chưa hết cái thời hạn đó thì bên đề nghị giao kết hợp đồng với người thứ ba khi đang chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị nếu bên này bị thiệt hại do không được giao kết hợp đồng. Các bạn hiểu cái chỗ này chưa? Có nghĩa là ví dụ như công ty A đề nghị giao kết hợp đồng với công ty B mà trong cái đề nghị giao kết hợp đồng công ty A ghi rõ thời hạn trả lời là đề nghị công ty A trả lời thời hạn cuối cùng là 31 tháng 8 năm 2021 chẳng hạn, thì từ cái thời điểm mà đề nghị giao kết hợp đồng đến cái thời điểm mà 31 tháng 8 năm 2021 đó đó thì bên đề nghị nếu mà lại đi giao kết hợp đồng với một cái bên người thứ ba khác á, không phải bên B á, mà bên B thì chưa có trả lời á, thì nếu mà bên B bị thiệt hại á, cho không thực hiện cái giao kết hợp đồng này thì bên A phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho cái thiệt hại mà do bên B chưa có thực hiện cái yêu cầu đề nghị giao kết hợp đồng này. Đó. Về cái phương thức đề nghị giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng có thể được thực hiện theo một trong hai phương thức sau đây. Phương thức thứ nhất là đề nghị trực tiếp. Có nghĩa là theo cái phương thức này
các bên trực tiếp mặt, lời đối lời để cái đề nghị và nghe đề nghị. Bên được đề nghị có thể trả lời ngay về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận lời đề nghị của bên đề nghị. Nếu sẽ trả lời trong một thời gian nhất định nào đó thì bên ấn định thời hạn chờ trả lời. Thời hạn chờ trả lời đề nghị xác định theo phương thức này do các bên ấn định và phải có sự đồng ý của các bên. Có nghĩa là ở đây là hai bên, bên A với bên B gặp nhau trực tiếp, trao đổi trực tiếp face to face với nhau, nói chuyện với nhau, đưa ra lời đề nghị và bên B có thể là chấp nhận liền hay không chấp nhận liền. Nếu mà không chấp nhận liền thì hai bên phải thỏa thuận hẹn nhau một cái ấn định cái thời hạn nào đó để trả lời về cái đề nghị này. Đó là theo cái đề nghị, theo cái phương pháp trực tiếp. Và cái đề nghị thứ hai theo cái phương pháp gián tiếp, thì đề nghị thứ hai là theo cái đề nghị theo cái phương pháp gián tiếp. Nghĩa là theo cái phương thức này thì bên đề nghị gửi đề nghị giao kết hợp đồng đến cái bên mà được đề nghị đó bằng một cái phương thức như là văn bản chẳng hạn, thì hoặc là mail chẳng hạn. Cái thời hạn chờ trả lời đề nghị xác định theo phương thức này là do bên đề nghị ấn định. Có nghĩa là theo cái phương pháp gián tiếp này thì bên A sẽ gửi cái đề nghị giao kết hợp đồng đến cho bên B, và bên A có quyền nêu cái thời gian chờ trả lời, cái thời hạn mà để với bên B trả lời đó là do bên A có quyền đề nghị ấn định. Chúng ta cần lưu ý rằng hiện nay thường thì các bên đề nghị giao kết hợp đồng qua mail, nên khi mà chúng ta trao đổi đó, chúng ta trao đổi thông tin qua email á, nếu không phải đàm phán trực tiếp á với cái người mà có thẩm quyền để sau này ký kết hợp đồng, thì chúng ta nên CC mail cái mail đó chúng ta cho những cái người mà có thẩm quyền ký kết hợp đồng trong cái email mà chúng ta gửi đi đó, để sau này chúng ta có cái bằng chứng và chúng ta có thông qua họ nếu mà chúng ta có tranh chấp về cái đề nghị giao kết hợp đồng xảy ra. Đây là một cái tình huống. Ví dụ như đây là một cái tình huống về cái giấy đề nghị ký hợp đồng mua bán nè, đề nghị ký hợp đồng. Bên đề nghị là công ty Phan Tuấn Nam nè. Bên được đề nghị là công ty Đỗ Gia Luật nè. Đề nghị về cái ký hợp đồng về mua cái máy chụp ha. Mua cái máy móc thiết bị này. Rồi trong cái đề nghị thì ghi nội dung gồm có giá trị là như thế nào, địa điểm giao hàng ra sao, ngày đối chiếu công nợ, ngày thanh toán, hạn mức nợ như thế nào, thời hạn thực hiện hợp đồng ra sao, rồi những cái quy định khác nào đó thì chúng ta ghi ở đây. Thì ở cái tình huống này á, thì chúng ta sẽ thấy có một cái vấn đề thứ nhất á, là cái thời hạn trả lời. Ở cái tình huống này thì công ty Phan Tuấn Nam không có ghi cái đề nghị cái thời hạn trả lời. Cho nên á, công ty Phan Tuấn Nam có quyền giao kết hợp đồng với một công ty khác. Còn nếu mà cái đề nghị trên á, mà có cái thời hạn đề nghị trả lời, như thí dụ như đề nghị trả lời trước ngày 31 tháng 8 năm 2021 chẳng hạn, thì trong cái thời hạn mà đến trước ngày 31 tháng 8 năm 2021 á, thì nếu mà công ty Đỗ Gia Luật chưa có trả lời, mà công ty Phan Tuấn Nam này á, đi lại giao kết hợp đồng với công ty Bình Thi Hạnh chẳng hạn, mà cái giao kết hợp đồng này á, nó lại gây thiệt hại phát sinh cho công ty Đỗ Gia Luật, thì công ty Phan Tuấn Nam phải bồi thường cái thiệt hại phát sinh này. Đó là cái tình huống, và đây cũng là cái tình huống xuyên suốt trong cái chuyên đề này luôn. Sẽ áp dụng cái tình huống này để làm một cái ví dụ minh họa về hợp đồng này kia nọ đó. Nên các bạn chú ý về cái tình huống này nhé. Rồi chúng ta quay trở lại. Tiếp tục là cái... chúng ta cái tình huống đó chúng ta chưa xử lý xong. Nó còn một cái nữa về cái phương thức. Về cái thời hạn trả lời. Thứ hai là về cái phương thức. Cái phương thức mà, ví dụ mà trường hợp mà
gửi mail ở đây á, là chúng ta thấy là bên công ty Phan Tuấn Nam á, là do trưởng phòng kinh doanh, anh thích kinh doanh này á, là ảnh đề nghị giao kết hợp đồng, chứ không phải là anh Phan Tuấn Nam là đại diện pháp luật đề nghị giao kết hợp đồng. Cho nên á, khi mà gửi mail trao đổi với công ty đổi giao lực á, thì bên phía công ty Phan Tuấn Nam á, nên CC cho cái người hai người đại diện pháp luật của hai bên luôn, để cho tránh cái tình huống rủi ro sau này, là cái thẩm về cái thẩm quyền mà khi mà trao đổi giao kết hợp đồng đó, đó chúng ta phải tránh cái rủi ro đó. Đó là cái đề nghị giao kết hợp đồng, nội dung về đề nghị giao kết hợp đồng. Qua chúng ta qua về cái nội dung là trả lời đề nghị giao kết hợp đồng. Vậy thế nào là cái trả lời đề nghị giao kết hợp đồng? Thì đơn giản thôi. Trả lời đề nghị giao kết hợp đồng là cái việc mà bên được đề nghị thể hiện ý chí của mình về việc đồng ý hay không đồng ý đối với cái nội dung mà bên đề nghị đã đưa ra trong đề nghị giao kết hợp đồng. Có nghĩa là bên đề nghị giao kết hợp đồng thì bây giờ trả lời lại cái đề nghị của giao kết hợp đồng đó với cái bên đề nghị, thì là các bạn ở cái bên được đề nghị sẽ thể hiện ý chí của mình là đồng ý hay không đồng ý đối với cái nội dung này thôi. Ví dụ như công ty A thì đã công ty Phan Tuấn Nam á, gửi cái đề nghị giao kết hợp đồng qua cho công ty Đỗ Gia Lực, thì bây giờ công ty Đỗ Gia Lực trả lời về cái đề nghị giao kết hợp đồng đó là thể hiện ý chí của công ty Đỗ Gia Lực là có đồng ý hay không đồng ý với cái nội dung mà cái đề nghị giao kết hợp đồng mà bên công ty Phan Tuấn Nam đã gửi qua. Về cái nội dung thì nội trả lời đó nó sẽ có ba cái vấn đề. Thứ nhất là không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. Nếu mà không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng á, thì khi đó thì bên được đề nghị không chấp nhận việc giao kết hợp đồng với bên đã đề nghị thì họ có thể không trả lời đề nghị và hết cái thời hạn chờ trả lời, thì coi như hai bên được đề nghị không chấp nhận cái đề nghị đó, trừ trường hợp là các bên đã thỏa thuận là về là việc im lặng là sự chấp nhận giao kết hợp đồng. Ví dụ như là công ty Phan Tuấn Nam gửi cái đề nghị giao kết hợp đồng qua công ty Đỗ Gia Lực, nhưng mà trong cái đề nghị là không có ghi thời hạn trả lời, nên công ty Đỗ Gia Lực không trả lời thì được coi là không chấp nhận. Hoặc là cái đề nghị ghi thời hạn trả lời á là trước ngày 31 tháng 8 năm 2021, thì đến hết 30 tháng 8 năm 2021 công ty Đỗ Gia Lực không trả lời thì được coi là không chấp nhận, trừ trường hợp là giữa công ty Phan Tuấn Nam và công ty Đỗ Gia Lực có thỏa thuận là trong cái đề nghị giao kết hợp đồng á, có thỏa thuận là nếu công ty Đỗ Gia Lực im lặng đến cái hạn mà trả lời mà vẫn im lặng thì coi như công ty Đỗ Gia Lực đã chấp nhận cái đề nghị của công ty Phan Tuấn Nam đó. Cái tiếp theo, ngoài ra thì bên được đề nghị có thể trả lời trực tiếp bằng công văn về việc không chấp nhận giao kết hợp đồng với bên đã đề nghị. Và cái nội dung thứ hai, nội dung trả lời thứ hai là đồng ý giao kết hợp đồng nhưng có nêu cái điều kiện hoặc có sửa đổi về cái đề nghị chẳng hạn. Trong cái trường hợp á, hợp đồng trong cái trường hợp mà đồng ý giao kết hợp đồng nhưng phải theo cái điều kiện của mình hoặc phải thay đổi một số nội dung nhất định đối với đề nghị phía bên kia, thì bên được đề nghị nêu điều kiện và nội dung sửa đổi trong trả lời đề nghị, và cái trả lời đề nghị theo cái nội dung này được coi là một đề nghị mới của bên đã được đề nghị. Ví dụ về cái tình huống này, tình huống chúng ta đang theo dõi đó, thì công ty Phan Tuấn Nam gửi cái đề nghị giao kết hợp đồng qua công ty Đỗ Gia Lực đồng ý giao kết nhưng có sửa đổi thêm về cái thỏa thuận về cái điều khoản ứng trước chẳng hạn, thì cái trả lời về cái đề nghị này á sẽ được coi là cái đề nghị mới của công ty Đỗ Gia Lực đề nghị đối với công ty Phan Tuấn Nam.
Thứ ba, cái nội dung trả lời thứ ba là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. Là cái sự trả lời của bên được đề nghị đối với bên đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. Khi có ấn định về thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó. Nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết hạn, hết cái thời hạn trả lời, thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời. Ví dụ như cái tình huống mà trong cái chuyên đề này thì công ty Đỗ Gia Luật đồng ý giao kết hợp đồng với công ty Phan Tuấn Nam theo toàn bộ nội dung của đề nghị và ấn định cái thời hạn trả lời là trước ngày 31 tháng 8 năm 2021, thì việc trả lời chấp nhận của công ty Đỗ Gia Luật chỉ có hiệu lực đến ngày 30 tháng 8 năm 2021 thôi. Nếu mà bên công ty Phan Tuấn Nam nhận được trả lời vào ngày 31 tháng 8 năm 2021 thì cái chấp nhận này được coi là đề nghị mới của các công ty Đỗ Gia Luật đề nghị công ty Phan Tuấn Nam. Trong cái trường hợp ngoài ra, chúng ta cần lưu ý trong cái trường hợp mà thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý do khách quan mà bên đề nghị biết hoặc phải biết vì lý do khách quan này á, thì thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời ngay không đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị. Và hai bên cần phải có xác nhận lại cái bản cuối cùng của đề nghị giao kết hợp đồng đã được hai bên thống nhất, có nghĩa là thì nó lại trở thành cái đề nghị mới đó. Rồi cái đề nghị mới thì nó sẽ trả lời cái đề nghị mới nữa đó, nó cứ trả lời đi trả lời qua trả lời lại như thế, thì hai bên cuối cùng phải xác định, phải xác nhận rằng cái bản nào, cái bản đề nghị giao kết hợp đồng nào là cái bản cuối cùng, và hai bên phải thống nhất cái bản đó để căn cứ cái bản đó để thực hiện ở cái phần mà ký kết hợp đồng. Rồi, Hiền đã đi xong cái chương 2 về đề nghị giao kết hợp đồng. Về cái chương 1 là quy trình thực hiện trước khi ký kết hợp đồng, và cái chương 2 là đề nghị giao kết hợp đồng. Hôm nay chúng ta tiếp tục qua chương 3, đó là cái phần ký kết hợp đồng. Phần ký kết hợp đồng chúng ta sẽ có 3 nội dung chính. Thứ nhất là chúng ta xác định loại hợp đồng mà chúng ta ký kết. Thứ hai là chúng ta xác định những cái văn bản pháp luật nào để mà điều chỉnh cái hợp đồng mà chúng ta ký kết. Và thứ ba là cái cấu trúc một cái hợp đồng mẫu mà Hiền đưa ra để chúng ta phân tích trong cái hợp đồng đó gồm có những điều khoản, những nội dung như thế nào. Đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái loại hợp đồng mà chúng ta ký kết. Đầu tiên chúng ta phải hiểu thế nào là giao kết hợp đồng, thế nào là ký kết hợp đồng. Ký kết hay còn gọi là giao kết á, hợp đồng dân sự là việc mà các bên bày tỏ ý chí với nhau theo những nguyên tắc và trình tự nhất định để qua đó xác lập với nhau các quyền nghĩa vụ dân sự. Có nghĩa là hai bên bày tỏ những ý chí với nhau về những nguyên tắc nào đó theo một cái trình tự để nhằm để mà xác lập một cái mối quan hệ, xác định rằng trong cái hợp đồng đó quyền của bên A như thế nào, nghĩa vụ bên A ra sao, quyền của bên B như thế nào, nghĩa vụ của bên B ra sao. Đó là cái khái niệm về giao kết hợp đồng dân sự. Và xác định cái loại hợp đồng ký kết căn cứ vào đâu? Xác định loại hợp đồng ký kết là hợp đồng gì? Đầu tiên ta phải xác định nó là hợp đồng gì. Căn cứ theo cái đối tượng, mục đích, nội dung. Ví dụ như là hợp đồng mua bán tài sản nè, hợp đồng trao đổi tài sản nè, hợp đồng tặng cho tài sản nè, hợp đồng vay tài sản nè, hợp đồng thuê tài sản nè, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng về quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hay còn gọi là vận chuyển hành khách, vận chuyển tài sản, hợp đồng gia công, hợp đồng ủy quyền. Đấy, chúng ta phải xác định cái loại hợp đồng mà chúng ta ký kết gồm có những loại nào trong các cái loại hợp đồng vừa liệt kê, căn cứ vào cái đối tượng là gì, mục đích là gì, nội dung là gì. Và thứ hai là chúng ta xác định, sau khi chúng ta xác định được cái loại hợp đồng mà chúng ta ký kết á, thì chúng ta xác định cái văn bản pháp luật mà điều chỉnh. Từ việc cái xác định cái loại hợp đồng á,
chúng ta sẽ xác định được các văn bản luật và điều chỉnh hợp đồng. Nó còn có như là luật chuyên ngành, luật chung, rồi văn bản dưới luật. Và cái cách xác định văn bản pháp luật điều chỉnh thì cũng đã nói qua một lần ở cái chương mà đề nghị giao kết hợp đồng rồi, cho nên cũng không đi sâu vào đó. Một cái nội dung chính trong cái chương ký kết hợp đồng này là Hiền muốn đưa ra, đó là cái cấu trúc một cái hợp đồng mẫu. Một cái hợp đồng mẫu Hiền đưa ra nó sẽ có gồm 3 phần. Thứ nhất là phần mở đầu, thứ hai là phần thông tin về chủ thể, thứ ba là cái phần nội dung của hợp đồng, nội dung chính của hợp đồng. Phần mở đầu thì chúng ta tìm hiểu gì? Phần mở đầu nó gồm có, thứ nhất là cái tiêu ngữ. Thật ra thì cái phần mở đầu nó cũng tùy thuộc vào cái loại hợp đồng mà các bên soạn thảo hợp đồng cho phù hợp. Đầu tiên là cái tiêu ngữ. Tiêu ngữ là cái tính là cái Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc đó, hay còn gọi là cái quốc hiệu. Thì đối với hợp đồng mà có yếu tố nước ngoài thì cái tiêu ngữ này cũng không cần thiết. Tiếp tục đó là cái phần tiêu đề hợp đồng. Là hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại gì đó, số máy, ký hiệu, số cộng ký hiệu. Thì thông qua cái việc mà xác định cái loại hợp đồng ký kết ở cái phần xác định trên á, ở cái phần mà xác định loại hợp đồng ký kết của cái mục 1 đó, thì chúng ta sẽ xem cái loại hợp đồng nó sẽ mang cái tên gọi gì. Ví dụ như hợp đồng thương mại nè, thì trong kinh doanh mua bán nước ngoài, hợp đồng thương mại chính là cái điều kiện giao thương. Về nội dung hợp đồng, vì quyền nghĩa vụ các bên trong quan hệ hợp đồng được thể hiện bằng các thỏa thuận, nên nội dung thỏa thuận càng chi tiết thì việc thực hiện càng thuận lợi, phòng ngừa những tranh chấp có thể phát sinh. Rồi có thể là chúng ta có thể gọi nó là hợp đồng nguyên tắc. Thì cái hợp đồng nguyên tắc thường sẽ được sử dụng khi các bên mới tìm hiểu khả năng, nhu cầu của nhau và đã thống nhất được một số nội dung về hợp tác. Việc ký hợp đồng nguyên tắc có tính chất định hướng, các vấn đề chi tiết khác sẽ được các bên thỏa thuận sau. Và một cái hợp đồng, loại hợp đồng nữa đó là hợp đồng kinh tế. Hợp đồng này thì nó tính ràng buộc nó cao hơn hợp đồng nguyên tắc, và quyền lợi của các bên cũng rõ ràng hơn. Nếu mà hàng hóa không quá phức tạp thì cái việc mua bán nó đơn giản và không chia thành nhiều lần giao hàng, thì hai bên nên sử dụng hợp đồng kinh tế sẽ dễ dàng soạn thảo, lưu trữ hơn. Nếu người bán soạn thảo thì có thể đặt lên là hợp đồng bán hàng. Nếu mà người mua soạn thì có thể đặt tên là hợp đồng mua hàng. Đó là tùy bên bán hay bên mua, nhưng mà có thể gọi chung là hợp đồng kinh tế. Sau cái tiêu đề hợp đồng đó thì sẽ là cái số và ký hiệu hợp đồng. Tiếp tục cái phần mở, trong cái phần mở đầu đó là cái phần những căn cứ để xác lập hợp đồng. Ví dụ như là căn cứ Bộ luật dân sự số 91 gì đó, căn cứ Luật thương mại số 36. Rồi nếu mà có luật chuyên ngành thì căn cứ vào luật chuyên ngành như là luật xây dựng, luật hàng hải vân vân. Nó thì tùy cái loại hợp đồng mà chúng ta sẽ thực hiện ký kết mà chúng ta có những cái căn cứ nó thực tế hơn. Thì cái cách căn cứ này thì vượt qua cái việc mà chúng ta xác định văn bản pháp luật điều chỉnh ở cái phần thứ hai đó. Phần thứ hai trong cái nội dung mà ký kết hợp đồng nè. Đây, cái xác định văn bản pháp luật điều chỉnh đó. Thực tế thì rất nhiều doanh nghiệp khi ký hợp đồng vẫn liệt kê căn cứ vào như là bộ dược luật dân sự, căn cứ vào luật thương mại, căn cứ vào vân vân. Vậy có cần thiết phải liệt kê cái căn cứ xác lập hợp đồng hay không? Nếu như doanh nghiệp mà có thể xác định ngay từ đầu đầy đủ các văn bản pháp luật được áp dụng vào hợp đồng thì chúng ta liệt kê vào. Tuy nhiên, thực tế thì có các doanh nghiệp không cập nhật kịp thời cái quy định pháp luật hiện hành, hoặc là dùng mẫu hợp đồng lỗi thời, nên cái việc mà chúng ta liệt kê thường là thiếu, hoặc là các văn bản đó
đã hết hiệu lực. Nên việc tìm hiểu về các văn bản sẽ được áp dụng vào nội dung hợp đồng là rất là quan trọng. Lưu ý là nếu là hợp đồng có yếu tố nước ngoài thì chúng ta cần phải nhớ là thêm là cái nguồn luật mà áp dụng, như là điều ước quốc tế, luật quốc gia, tập quán. Ví dụ như luật bên bán, hay áp dụng luật bên mua, hay là áp dụng luật của bên thứ ba. Cần có những thỏa thuận luật áp dụng trong hợp đồng để chúng ta tránh sử dụng cái nguồn luật mà chúng ta không quen thuộc. Nó sẽ gây khó khăn cho việc giải quyết tranh chấp. Kế tiếp là cái nội dung nữa trong cái phần mở đầu là về địa điểm, thời điểm ký hợp đồng. Trong hợp đồng thì chúng ta thấy nè, hôm nay ngày tháng 5 tại công ty gì đó, thì đó là cái địa điểm và thời điểm ký kết hợp đồng. Thời điểm giao kết hợp đồng á, thì có những cái trường hợp như thế này: hợp đồng được giao kết vào thời điểm nào, hợp đồng được giao kết vào cái thời điểm mà bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết. Đó là trường hợp thứ nhất. Đây, trường hợp thứ nhất khi mà chúng ta trong cái phần mà thực hiện giao kết hợp đồng, đề nghị giao kết hợp đồng nè, ở cái nội dung chương 2 đó, thì hợp đồng được giao kết vào cái thời điểm mà bên đề nghị chấp nhận giao kết, tức là cái ngày mà hai bên đồng ý chấp nhận cái đề nghị giao kết hợp đồng đó, thì đó chính là cái thời điểm mà hợp đồng giao kết luôn. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận về giao kết hợp đồng trong một thời hạn, thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó. Ví dụ như là công ty Phan Tướng Nam đó có đề nghị giao kết hợp đồng với công ty Đỗ Gia Luật, và thời điểm kết thúc trả lời là trước ngày 31 tháng 8 năm 2021. Và trong cái đề nghị giao kết hợp đồng đó có thỏa thuận rằng nếu mà bên công ty Đỗ Gia Luật mà im lặng thì có nghĩa là bên công ty Đỗ Gia Luật đồng ý với cái đề nghị giao kết hợp đồng của công ty Phan Tuấn Nam. Thì cái thời điểm mà giao kết hợp đồng đó là cái thời điểm cuối cùng, có nghĩa là ngày 30 tháng 8 năm 2021. Và thứ ba, đó là cái thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói. Thì cái thời điểm mà giao kết hợp đồng đó là thời điểm mà các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng. Tức là cái ngày mà hai bên nói chuyện mà thỏa thuận về nội dung của hợp đồng á, bằng miệng mà, bằng lời nói mà, thì chính là cái ngày, là cái thời điểm giao kết hợp đồng luôn. Ví dụ như hôm nay, hai bên gọi điện thoại với nhau, chúng ta thống nhất về cái nội dung hợp đồng A, B, C gì đó, nội dung như thế nào, nội dung như thế nọ, là thì ngày hôm nay chính là cái ngày mà cái thời điểm mà chúng ta được ghi vào cái ngày giao kết hợp đồng luôn. Thứ tư là cái thời điểm mà giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản. Có nghĩa là chúng ta có thể áp dụng cái hình thức ký hợp đồng bằng văn bản cái thời điểm mà chúng ta, ví dụ như bên A, thường thì hợp đồng sẽ bỏ trống cái thời gian, cái ngày tháng trên hợp đồng đó, thì một bên ký trước gửi qua bên kia ký, bên A hoặc là bên B ký trước gì đó thì tùy, gửi bên đối tác ngược lại ký, thì cái ngày mà đối tác còn lại ký thì cũng chính là cái ngày xác định cái thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản luôn. Hoặc là hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản, nếu mà trên văn bản có thể hiện cái sự thỏa thuận cái thời gian ký kết hợp đồng thì sẽ áp dụng vào cái thời điểm đó luôn. Trường hợp mà hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồng được xác định thời điểm của các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng. Ví dụ như là xác định thời điểm giao kết hợp đồng của cái tình huống trong cái chuyên đề trường hợp 2, hai bên có thỏa thuận im lặng này, là tức là chấp nhận giao kết hợp đồng, thời gian trả lời việc chấp nhận hay không chấp nhận là hết ngày 31 tháng 8 năm 2021. Thì
cái ngày mà thực hiện thời điểm theo kết hợp đồng chính là ngày 31 tháng 8 năm 2021. Còn nếu mà trong cái đề nghị giao kết hợp đồng á mà ghi thời gian trả lời việc chấp nhận hay không chấp nhận giao kết hợp đồng trước ngày 31 tháng 8 năm 2021 thì cái thời điểm mà xác định cái thời điểm mà giao kết hợp đồng lại là ngày 30 tháng 8 năm 2021. À, chúng ta lưu ý là trước ngày 31 tháng 8 năm 2021 hay là hết ngày 31 tháng 8 năm 2021 là hai cái thời điểm nó hoàn toàn là khác nhau nha. Và cái phần thứ năm trong cái phần chúng ta còn cái phần nữa đó, hồi nãy là chúng ta nói về cái thời gian thời điểm giao kết hợp đồng, và chúng ta còn cái một nội dung nữa đó là địa điểm giao kết hợp đồng. Địa điểm giao kết hợp đồng là do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng là nơi cư ngụ, là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng. À, pháp luật tôn trọng quyền tự do ý chí của các bên trong việc xác định địa điểm giao kết hợp đồng. Các bên có thể thỏa thuận về địa điểm giao kết hợp đồng là bất kỳ nơi nào. Nếu các bên không có thỏa thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng được xác định theo nơi cư trú hoặc trụ sở chính của bên đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng. Ví dụ như với tình huống trong chuyên đề thì giả sử như công ty Phan Tuấn Nam và công ty Đỗ Gia Luật thỏa thuận địa điểm giao kết hợp đồng tại công ty Đỗ Gia Luật thì có được không? Hoặc là thỏa thuận về địa điểm giao kết hợp đồng, hoặc là không thỏa thuận về địa điểm giao kết hợp đồng thì được hiểu như thế nào? Đấy. Tất nhiên là nếu mà công ty nếu mà hai bên không có thỏa thuận về địa điểm giao kết hợp đồng, nếu mà có thỏa thuận về địa điểm giao kết hợp đồng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Luật thì ở đây sẽ là tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Luật. Còn nếu mà không thỏa thuận về địa điểm giao kết hợp đồng thì được hiểu như thế, được hiểu là cái địa điểm giao kết hợp đồng được xác định theo nơi cư trú hoặc trụ sở chính của bên đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng. Có nghĩa là cái trụ sở chính của công ty Phan Tuấn Nam, thì tại vì công ty Phan Tuấn Nam là nơi đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng. Một cái vấn đề chúng ta cần lưu ý ở cái phần mở đầu, ở cái phần này là khi đọc các quy định của pháp luật thì chúng ta sẽ có những quy định mà chúng ta gọi là quy định tùy nghi trong điều luật, có nêu trừ trường hợp các bên trong hợp đồng có thể có thỏa thuận khác. Ví dụ ở đây có nêu là trong hợp đồng có thể có thỏa thuận khác thì nghĩa vụ người bán là gì đó, nghĩa vụ bên mua là gì đó thì chúng ta có quyền thỏa thuận khác với quy định của pháp luật, đó là chúng ta gọi là quy định tùy nghi. Còn những quy định mà mang tính chất bắt buộc á, tức là hai bên có quyền tự do thỏa thuận nhưng phải tuân theo những quy định bắt buộc như về phạt về vi phạm hay lãi suất chậm thanh toán thì đó là những quy định mang tính chất bắt buộc. Đó, chúng ta phải phân biệt được các điều luật mà quy định như thế để chúng ta áp dụng vào cái văn bản pháp luật điều chỉnh hợp đồng cho nó chính xác. Một cái phần tiếp theo á, đó là cái phần về thông tin chủ thể hợp đồng. Thông tin chủ thể hợp đồng thế là bên bán là gì đó, địa chỉ ở đâu, mã số thuế như thế nào, người đại diện là ai, rồi số tài khoản ngân hàng vân vân, rồi người địa chỉ mail, điện thoại, đó là phần thông tin của chủ thể hợp đồng. Chủ thể hợp đồng thì tất nhiên là gồm hai bên rồi đó, một bên bán và một bên mua. Nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý về cái tên của chủ thể hợp đồng, cần ghi đúng tên trong giấy phép thành lập hợp pháp của chủ thể, người đại diện pháp luật của chủ thể hoặc là người đại diện theo ủy quyền. Chúng ta cần phải ghi rõ đúng tên theo cái giấy phép thành lập, rồi mã số doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp, thậm chí chúng ta cần phải ghi thay đổi lần thứ mấy, ngày thay đổi là ngày nào, về địa chỉ của chủ thể hợp đồng. Về địa chỉ của chủ thể hợp đồng thì là trụ sở chính của các pháp nhân
chúng ta phải ghi rõ là số nhà, đường phố, xóm ấp, phường xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố gì đó. Về thông tin về điện thoại, theo sale lách hoặc fax hoặc email á, thì thật ra trong cái nền kinh tế thị trường hiện nay á, cái thông tin thì càng nhanh chóng là điều kiện giúp các bên kinh doanh thuận tiện với nhau thôi. Việc mà ghi điện thoại, fax, email thì sẽ giúp các bên trao đổi thông tin nhanh chóng hơn, giảm bớt cái chi phí đi lại trừ những cái trường hợp cần thiết. Một cái nội dung quan trọng trong cái phần thông tin về chủ thể. Đó là người đại diện ký kết hợp đồng. Đây là một trong những nội dung quan trọng ha. Nó liên quan đến cái tính hiệu lực của hợp đồng. Phải người này phải là người có thẩm quyền ký kết hợp đồng kinh tế hoặc là hợp đồng thương mại. Pháp luật hiện hành quy định mỗi bên chỉ cần một đại diện hợp pháp ký kết hợp đồng. Đó có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc là đại diện theo ủy quyền. Trong trường hợp người đại diện theo ủy quyền ký kết hợp đồng thì phải ghi rõ về thời gian ủy quyền, chức vụ của người ký ủy quyền, giấy ủy quyền. Thông thường thì đối với phần thông tin chủ thể hợp đồng, chúng ta nên yêu cầu đối tác cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần sửa đổi như thế nào, bổ sung mới nhất. Và chắc chắn hơn thì chúng ta nên truy cập cái website của cổng thông công bố thông tin doanh nghiệp để chúng ta tải cái thông tin doanh nghiệp về và chúng ta thực hiện đối chiếu. Việc mà chúng ta xác định người có thẩm quyền để ký kết hợp đồng là cực kỳ quan trọng. Nếu mà chúng ta xác định sai sẽ dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Thứ nhất là có thể là người đại diện. À, người ký là đại diện theo pháp luật của công ty nhưng không có thẩm quyền ký kết. Đây là những trường hợp mà theo quy định của pháp luật hoặc là điều lệ công ty trước khi ký hợp đồng phải có quyết định hoặc thông qua hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, hội đại đại hội đồng cổ đông hay hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Nhưng khi chưa có quyết định hoặc thông qua này người đại diện theo pháp luật của công ty đã tiến hành ký kết thì hợp đồng này sẽ vô hiệu. Có thể kể đến một vài trường hợp như là khi chưa có quyết định mà thông qua hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng vay cho vay bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại điều lệ đó, hoặc là những hợp đồng ký kết với đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 67, khoản 1 điều 68 của luật doanh nghiệp năm 2020 thì chúng ta có thể tham khảo thêm ở cái luật doanh nghiệp 2020. Hoặc là khi chưa có quyết định hoặc thông qua đại hội cổ đông, hội đồng quản trị công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng đầu tư hoặc là bán vay cho vay tài sản vân vân có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác. Và trường hợp thứ hai á, là người ký. Trường hợp thứ nhất là người ký là người đại diện theo pháp luật luôn đó, nhưng lại không có thẩm quyền ký kết. Nghĩa là còn cái trường hợp thứ hai là người ký không phải là đại diện theo pháp luật của công ty và không có ủy quyền hợp pháp của người có thẩm quyền ký kết luôn. Có thể kể đến một vài trường hợp như là phó giám đốc nè, giám đốc chi nhánh, trưởng các phòng ban đứng ra ký hợp đồng nhưng mà không có ủy quyền hợp pháp của người có thẩm quyền. Ví dụ như là cái ông mà thích kinh doanh là ông trưởng phòng kinh doanh của công ty Phan Tấn Nam đó. Ông là cái người mà đứng ra đề nghị giao kết hợp đồng với lại công ty Đỗ Gia Luật đó. Rồi ông đứng ra ông ký hợp đồng luôn. Thì mà ông không phải là, thứ nhất là ông không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty và ông cũng không được ông Phan Tấn Nam ủy quyền hợp pháp hoặc là ai, hoặc là người mà được ủy quyền có thẩm quyền ký kết. Thì trường hợp này cũng dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Trường hợp thứ ba là người ký không phải là đại diện theo pháp luật của công ty, có ủy quyền hợp pháp nhưng thực hiện ký hợp đồng vượt quá phạm vi ủy quyền. Tùy trừ từng trường hợp cụ thể mà hợp đồng đó vô hiệu hoặc toàn bộ hoặc chỉ vô hiệu một một phần. Ví dụ như là trong cái quy định đó, là ông Phan Tấn Nam này ông ủy quyền cho cái ông thích kinh doanh này là chỉ ký những cái hợp đồng trị giá là 100 triệu đồng trở xuống thôi,
Nhưng mà khi mà ký cái hợp đồng với công ty đổ gia lực thì cái trị giá hợp đồng tới hơn 2 tỷ, thì đó là vượt quá cái thẩm quyền, vượt quá cái thẩm quyền ủy quyền, cho nên là cũng dẫn đến hợp đồng có thể là vô hiệu toàn bộ hoặc là vô hiệu một phần. Và thế nào chúng ta mở rộng một cái vấn đề như thế này, là chúng ta hiểu thế nào là cái người chúng ta quay lại cái phần đầu, chúng ta hiểu thế nào là quy định về nơi cư trú của công dân á, thì chúng ta xem cái điều 399 của Bộ luật dân sự năm 2000 à, cái địa điểm à, cái quy định về nơi cư trú của công dân thì chúng ta xem cái điều 11 khoảng 1 điều 19 của luật cư trú năm 2020 ha. Chúng ta mở rộng thêm cái vấn đề đó, chúng ta tham tham khảo thêm cái điều khoản đó để chúng ta biết thế nào là trụ sở pháp nhân, thế nào là nơi cư trú của công dân. À, sẵn đây Hiền chia sẻ luôn cũng được. Về nơi cư trú của công dân. Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú. Trường hợp mà không xác định được nơi thường trú hay nơi tạm trú thì nơi cư trú công dân do không đủ điều kiện đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú thì là cái nơi mà ở hiện tại của người đó. Trường hợp không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại được xác định là đơn vị hành chánh cấp xã nơi đó đang thực tế sinh sống. Người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại. Còn trụ sở của pháp nhân thì trụ sở của pháp nhân là nơi đặt cơ quan điều hành của pháp nhân. Trường hợp thay đổi trụ sở thì pháp nhân phải công bố công khai. Địa chỉ liên lạc của pháp nhân là địa chỉ trụ sở của pháp nhân. Pháp nhân có thể chọn nơi khác làm địa chỉ liên lạc. Đó là quy định về nơi cư trú hoặc là đối với cá nhân hoặc là trụ sở của pháp nhân. Và quy định về người đại diện pháp luật. Thế nào là người đại diện theo pháp luật? Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Hiện nay thì quy định là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể về số lượng, chức danh quản lý và quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu mà công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì điều lệ công ty quy định cụ thể quyền nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước khi bên thứ ba. Tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với cái thiệt hại mà gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi đại diện có quyền đại diện cho pháp nhân theo quy định về thời hạn đại diện và phạm vi đại diện. Như vậy, pháp luật hiện hành không quy định về số lượng tối đa người đại diện theo pháp luật, nhưng quy định doanh nghiệp bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần phải đảm bảo tối thiểu một người là đại diện pháp luật. Vì thế, trước khi ký kết hợp đồng, công ty chúng ta nên kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xem chức vụ và số lượng người đại diện pháp luật và mức độ vốn điều lệ của công ty đối tác đăng ký. Thứ hai là chúng ta yêu cầu đối tác xuất trình điều lệ công ty đối với hợp đồng mà có giá trị lớn và có người đại diện ký hợp đồng không phải là tổng giám đốc hoặc là giám đốc công ty. Thứ ba, trường hợp người đại diện ký hợp đồng là cái người mà đại diện theo ủy quyền thì chúng ta cần phải kiểm tra như là thẩm quyền của người ủy quyền xem người này có được quyền đại diện công ty ký hợp đồng hay không. Rồi thông tin về nội dung ủy quyền trong cái hợp đồng ủy quyền đó
cái giấy ủy quyền đó có trái luật hay không, nhằm tránh những rủi ro pháp lý về thẩm quyền ký kết hợp đồng, hậu quả của việc giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập thực hiện. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập thực hiện vượt quá vi phạm đại diện, quá phạm vi đại diện. Đó là cái phần thông tin về chủ thể. Thứ ba là cái phần về nội dung của hợp đồng. Đầu tiên thì chúng ta đi sơ lược về nội dung hợp đồng dân sự theo cái Bộ luật dân sự năm 2015. Vì chúng ta sẽ có ba cái nội dung tổng quát nè, và chúng ta đi vào cái nội dung chi tiết, sau đó chúng ta phân định các điều khoản. Về nội dung của hợp đồng dân sự là gì? Nó là tổng hợp các điều khoản mà các chủ thể tham gia hợp đồng đã thỏa thuận nhằm xác định quyền và nghĩa vụ của các bên. Thì tùy theo từng loại hợp đồng, chúng ta có thể thỏa thuận về những nội dung sau đây, như là đối tượng của hợp đồng là tài sản, thì phải giao theo số lượng, chất lượng công việc phải làm hoặc không được làm, rồi giá, rồi phương thức thanh toán như thế nào, thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng ra sao, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng như thế nào, rồi phạt vi phạm hợp đồng ra sao, và các nội dung khác, vân vân. Chúng ta có thể phân định các điều khoản trong nội dung của hợp đồng thành 3 loại sau đây. Thứ nhất là điều khoản cơ bản của hợp đồng. Điều khoản cơ bản của hợp đồng là các điều khoản mà chúng ta xác định được nội dung chủ yếu của hợp đồng. Nên điều khoản cơ bản là điều khoản không thể thiếu đối với từng loại hợp đồng. Nếu các bên không thỏa thuận được các điều khoản cơ bản này, thì sẽ không thể xác lập được hợp đồng. Chẳng hạn điều khoản về giá này, là điều khoản cơ bản của hợp đồng mua bán. Điều khoản thông thường. Điều khoản thông thường là các điều khoản mà đã được pháp luật quy định. Nên khi giao kết hợp đồng, các bên không thỏa thuận về những điều khoản này thì cũng mặc nhiên thực hiện theo quy định của pháp luật. Chẳng hạn điều khoản về địa điểm giao tài sản là động sản trong hợp đồng mua bán có thể do các bên thỏa thuận. Nếu các bên không thỏa thuận thì địa điểm giao tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền. Đó. Điều khoản tùy nghi. Điều khoản tùy nghi là các điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng tùy ý lựa chọn và thỏa thuận với nhau để xác định quyền, nghĩa vụ dân sự đối với nhau, cũng như lựa chọn cách thức thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó. Nếu mà các bên dựa vào quy phạm tùy nghi để xác định các điều khoản thì được gọi là tùy nghi theo pháp luật. Mà nếu các bên xác định các điều khoản tùy nghi về những vấn đề chưa được pháp luật quy định thì được gọi là tùy nghi ngoài pháp luật. Rồi, chúng ta đi tiếp cái phần từ thông thường á, thì sau khi mà thông thường sau cái thời gian địa điểm căn cứ chủ thể xác lập của hai bên á, thì chúng ta có cái phần dẫn nhập vào nội dung hợp đồng. Ví dụ như là có thể chữ gì chỉ đơn giản ghi là trên cơ sở thỏa thuận của hai bên. Vào cái hợp đồng mẫu. Đây, đây là một cái hợp đồng mẫu. Chúng ta hồi nãy chúng ta đã đi xong phần chủ thể hợp đồng rồi. Thì thông thường thì sau cái phần chủ thể hợp đồng á, chúng ta sẽ có những cái từ ngữ dẫn nhập để vào cái nội dung chính của hợp đồng. Thì cái nội dung dẫn nhập này chỉ có thể cũng có thể đơn giản chỉ là chúng ta ghi là trên cơ sở thỏa thuận hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với các điều khoản như sau, rồi chúng ta đi vào các điều khoản của hợp đồng.
hoặc là chúng ta có thể ghi một cách trang trọng hơn, thì chúng ta giải thích kỹ hơn. Ví dụ như là bên A và bên B sau đây được gọi riêng là bên và được gọi chung là các bên hoặc là hai bên. Đó, để chúng ta khái niệm về thế nào là bên A, thế nào là bên B, chúng ta dùng những cái từ ngữ này trong cái nội dung chính của hợp đồng đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn đổi, CTB đổi thành luật, được gọi tắt là bên A. Có nghĩa là bên bên bán là một công ty được tổ chức và tồn tại theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có đầy đủ tư cách pháp nhân theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ngày do đơn vị nào đó cấp, rồi thay đổi lần thứ mấy, ngày thay đổi và bao nhiêu, được quyền kinh doanh đối tượng mua bán theo hợp đồng này. Và trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Tuấn Nam, gọi tắt là bên B hay còn gọi là bên mua, là một công ty được tổ chức và tồn tại theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có đầy đủ tư cách pháp nhân theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ngày do đơn vị nào đó cấp, thay đổi lần thứ mấy, ngày nào. Rồi hai bên sau khi rà soát kỹ các quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng mua bán này trong khoảng thời gian là bao nhiêu ngày đó, và thông qua đàm phán thiện chí trên cơ sở công bằng tự nguyện vì lợi ích chung, đạt được các thỏa thuận như sau. Rồi sau đó chúng ta sẽ nêu ra các điều khoản đó. Đó là cái phần mà chúng ta, trước khi chúng ta vào nội dung chính, cái phần mà gọi là cái phần dẫn nhập vào nội dung của hợp đồng đó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu là cái điều khoản là giải thích hợp đồng. Giải thích hợp đồng như thế nào? Giải thích hợp đồng khi mà hợp đồng có các điều khoản không rõ ràng, thì việc giải thích để các điều khoản đó không chỉ dựa vào ngôn ngữ của hợp đồng mà phải có căn cứ vào ý chí của các bên thể hiện trong toàn bộ quá trình trước, tại thời điểm xác lập và thực hiện hợp đồng. Thứ hai là khi hợp đồng có các điều khoản hoặc là cái ngôn từ có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, thì phải giải thích theo nghĩa phù hợp nhất với cái mục đích và tính chất của hợp đồng. Thứ ba là khi hợp đồng có các điều khoản hoặc ngôn từ khó hiểu thì phải được giải thích theo tập quán tại địa điểm giao kết hợp đồng. Thứ tư là điều kiện các điều khoản trong hợp đồng phải được giải thích trong mối liên hệ với nhau, sao cho ý nghĩa của các điều khoản đó phù hợp với toàn bộ nội dung của hợp đồng. Thứ năm là trường hợp có mà sự mâu thuẫn giữa ý chí chung của các bên với ngôn từ sử dụng trong hợp đồng thì tùy ý chí chung, căn cứ vào ý chí chung của các bên để mà được dùng để giải thích cái hợp đồng đó cho nó phù hợp. Và trường hợp thứ sáu là trường hợp bên soạn thảo đưa vào cái hợp đồng nội dung bất lợi cho bên kia thì phải giải thích hợp đồng theo hướng có lợi cho bên kia. Đó là cái phần định nghĩa và giải thích trong cái hợp đồng đó. Đây là cái ví dụ về định nghĩa và giải thích từ ngữ. Ví dụ như chúng ta có thể căn cứ vào luật chúng ta giải thích hợp đồng là gì. Đó là cái quy định rõ ràng rồi. Rồi được hình thành như thế nào? Rồi loại hợp đồng này là loại hợp đồng gì? Nó là hợp đồng song vụ hay hợp đồng đơn vụ hay như thế nào đó? Rồi chúng ta có thể định nghĩa khái niệm tiền đặt cọc đảm bảo là cái gì? Tiền đặt cọc bảo đảm là cái gì? Rồi đối tượng mua bán trong hợp đồng này là gì? Rồi khái niệm về trường hợp bất khả kháng là như thế nào? Hay là bên thứ ba được gọi là như thế nào? Thì việc bên thứ ba là một tổ chức hoặc cá nhân khác, tức là không phải là bên A hay là bên B. Trong hợp đồng này có bên A và bên B, ngoài cái bên A bên B thì được gọi là bên thứ ba. Rồi phụ lục là gì? Đó, trọng tài thương mại là gì? Chúng ta cần đưa ra những cái khái niệm định nghĩa. Rồi bảo hành ra sao? Thế nào là bảo hành? Dù bảo hành có nghĩa là bên A có nghĩa vụ bảo hành đối với đối tượng được mua bán trong hợp đồng này trong một thời hạn. Việc bảo hành do các bên thỏa thuận. Thời hạn bảo hành được tính kể từ thời điểm mà bên B có nghĩa vụ phải nhận đối tượng mua bán trong hợp đồng. Đó, ví dụ như vậy. Rồi, đó là điều 1, cái phần 1 là định nghĩa và giải thích các từ ngữ. Chúng ta qua cái phần đối tượng mua bán.
Đây, đây là đối tượng mua bán. Đối tượng mua bán thì gồm có thông thường thì đối tượng mua bán chúng ta là gì thì chúng ta sẽ liệt kê trong cái phần cái điều này. Nó gồm có là nội dung của hàng hóa hoặc là dịch vụ mà chúng ta cần mua bán đó. Chúng ta ghi ra, rồi giá trị hợp đồng là bao nhiêu, số lượng là bao nhiêu, quy cách đơn giá thành tiền như thế nào là chúng ta ghi đây. Cái này thì chúng ta đã thấy trong nhiều cái hợp đồng rồi, nên chúng ta không có nêu sâu vào cái này. Rồi chi phí vận chuyển là như thế nào? Rồi chúng ta sang cái phần tiếp theo, đó là cái phần về thời gian giao nhận hàng, địa điểm và thời gian giao nhận hàng. Địa điểm giao hàng á, theo quy định á, thì địa điểm giao hàng bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm đã thỏa thuận. Trường hợp mà không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng thì địa điểm giao hàng được xác định như sau. Trường hợp hàng hóa là vật gắn liền với đất đai thì bên bán phải giao hàng tại nơi có hàng hóa đó. Ví dụ như mua bán nhà thì cái nhà đó nó gắn liền với đất đai thì tất nhiên là địa điểm giao hàng là tại cái địa điểm mà cái mảnh đất đó nó đang tồn tại. Rồi trường hợp mà trong hợp đồng mà có quy định về vận chuyển hàng hóa thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên. Trường hợp trong hợp đồng mà không có quy định về vận chuyển hàng hóa, nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, các bên biết được thời điểm kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng và nơi sản xuất, chế tạo hàng hóa thì bên bán phải giao hàng tại cái điểm địa điểm đó. Trong trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bên bán, nếu không có địa điểm kinh doanh thì phải giao hàng tại nơi cư trú của bên bán được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng mua bán. Đó là cái địa điểm giao hàng. Ở đây thì tình huống này thì ví dụ như là trong vòng bao nhiêu ngày đó kể từ ngày hợp đồng được ký kết, bên A phải bàn giao đầy đủ máy móc, thiết bị, chứng từ theo đúng quy định tại khoản 1 của hợp đồng này cho bên A. Địa điểm giao hàng, địa điểm nhận hàng là ở nơi nào đó, địa điểm giao hàng phải là nơi phương tiện vận chuyển của bên A vào ra dễ dàng và đảm bảo an toàn. Máy móc thiết bị phải được bên A lắp ráp tại địa điểm bên B chỉ định là xưởng hoặc là nhà máy gì đó. Tùy chúng ta sẽ đưa vô. Cái thời gian giao hàng theo quy định pháp luật thì cái thời gian giao hàng là bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng. Cái thứ hai, nếu mà trường hợp mà chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không có xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ cái thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước cho bên mua. Mà trường hợp mà không có thỏa thuận về thời gian giao hàng thì bên bán phải giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi ký kết hợp đồng. Chúng ta đi qua điều thứ tư, đó là quy định về thanh toán và thời hạn thanh toán. Quy định về thanh toán thì các bên có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận. Ví dụ ở đây chúng ta quy định là bên B phải thanh toán 30% giá trị hợp đồng tương đương với số tiền bao nhiêu đó trong vòng mấy ngày đó kể từ ngày ký kết hợp đồng. Số tiền này được xem là tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Và cái tỷ lệ thanh toán 30% hay 40%, 50% này á, thì do các bên thỏa thuận với nhau. Hoặc là đợt 1, đợt 2 hay là đợt 3 hay là thanh toán hết một đợt được gì đó thì các bên có tự thanh toán với nhau và bên mua có nghĩa vụ phải thanh toán theo cái phương thức thanh toán và thực hiện thanh toán theo cái trình tự thủ tục đã thỏa thuận với lại bên bán. Bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong cái trường hợp mà hàng hóa mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra. Nghĩa là trừ cái trường hợp mất mát hư hỏng mà do lỗi của bên bán gây ra đó, thì nếu mà đã chuyển giao tài sản rồi, đã chuyển giao rủi ro rồi mà có mất mát, có hư hỏng á, thì bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng cho bên bán. Cái thời hạn thanh toán á,
trừ các thỏa thuận khác thì cái thời hạn thanh toán được quy định như thế này. Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào cái thời điểm mà bên giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hóa. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hóa, trong trường hợp có thỏa thuận theo quy định về kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng. Nếu mà hai bên mà có thỏa thuận khác thì tiến hành thực hiện cái việc thanh toán theo thỏa thuận. Còn nếu mà hai bên mà không có cái những trường hợp thỏa thuận khác thì đầu tiên xác định cái vấn đề thanh toán là bên mua phải thanh toán vào cái thời điểm mà bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hóa. Còn nếu mà có thỏa thuận về các vấn đề mà kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng á thì bên mua sẽ không có cái nghĩa vụ mà thanh toán cho đến khi mà bên bán hai bên đã kiểm tra xong cái việc hàng hóa theo cái thỏa thuận về cái quy định về kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng. Và cái điều khoản là tài tài khoản chuyển tiền á, đây nó chỉ là cái tài khoản chuyển tiền, thì cái điều khoản này chúng ta có thể đưa lên hoặc là chúng ta phải thể tách ra này, tùy chúng ta có thể đưa lên cái điều này điều 4 luôn, là phương thức và thời hạn thanh toán luôn. Cái tài khoản này nó chỉ là một cái phương thức thanh toán thôi, cho nên chúng ta có thể đưa lên hoặc là chúng ta tách ra cho dễ vậy thôi. Rồi về cái bảo hành, ví dụ như thời gian bảo hành, thì thời gian bảo hành là do hai bên thỏa thuận thôi. Trong trường hợp mà hàng hóa mua bán có bảo hành thì bên bán phải chịu trách nhiệm về bảo hành hàng hóa đó theo nội dung đã thỏa thuận. Bên bán phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành trong thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép. Thứ ba là bên bán phải chịu các chi phí về bảo hành trừ các trường hợp có thỏa thuận khác. Đây là điều khoản về bảo hành. Ví dụ như thời gian bảo hành thiết bị là 12 tháng, bao gồm linh kiện của máy kể từ ngày hai bên hoàn thành việc giao nhận, lắp đặt, chạy thử thành công và nghiệm thu bằng biên bản bằng giao nhận, biên bản giao nhận. Trong thời gian bảo hành, nếu bên B phát hiện được khuyết tật của máy móc thiết bị thì có quyền yêu cầu bên A thực hiện sửa chữa, không phải trả tiền, ngoại trừ điều khoản không được bảo hành, ngoại trừ điều kiện không được bảo hành. Điều kiện không được bảo hành như là máy bị mất pha, là làm vỡ nứt nè, do thiên tai, cháy nổ, những nguyên nhân khác, những nguyên nhân bất khả kháng, tự ý tháo dỡ, thay đổi hiện trạng đó. Đây là chúng ta áp dụng cái điều khoản loại trừ nè. Rồi về tiếp theo là về cái điều khoản quyền và nghĩa vụ của các bên. Quyền và nghĩa vụ của các bên thì được hai bên thỏa thuận và liệt kê vào trong cái hợp đồng để đảm bảo theo quy định của pháp luật, ngoại trừ những cái thỏa thuận mà pháp luật không quy định. Ví dụ như là quyền của bên A, tức là quyền bên A có quyền gì, là phải bên A là bên bán thì tất nhiên là phải nhận được đầy đủ các khoản thanh toán. Rồi thấy nếu có nghĩa vụ là phải là chủ sở hữu hợp pháp của các loại máy móc thiết bị đã bán và không xâm phạm quyền sở hữu của bất kỳ bên thứ ba nào. Có trách nhiệm với chi phí của toàn bộ cái chi phí của mình giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ việc mua bán nhập khẩu máy móc thiết bị này với bên thứ ba. Có nghĩa vụ đảm bảo máy móc thiết bị này không bị người thứ ba tranh chấp. Trường hợp máy móc thiết bị mua bán bị người thứ ba tranh chấp thì bên A phải đứng về phía bên B để bảo vệ quyền lợi của bên B. Nếu người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ máy móc thiết bị mua bán của bên B thì bên B có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại. Bên A đảm bảo rằng máy móc thiết bị mua bán này là hợp pháp, đảm bảo việc chuyển giao máy móc thiết bị là hợp pháp. Là chúng ta phải nêu ra. Rồi ngược lại thì quyền của bên B là như thế nào? Tức là mua thì đúng, tất nhiên là phải nhận cái vật đã mua theo đúng cái thỏa thuận của hợp đồng này. Bên B có quyền yêu cầu bên bán xác nhận trong cái biên giao nhận nếu mà khi nhận hàng thiếu hoặc là không đủ tiêu chuẩn chất lượng gì đó. Rồi vân vân, hoặc là có nghĩa vụ là thanh toán
thanh toán theo hợp đồng, theo thỏa thuận, hoặc là nếu mà trong trường hợp mà thanh toán trễ thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả nè, đó phải có nghĩa vụ này. Cái này thì tùy tùy thỏa thuận thôi, lãi suất phát sinh do chậm trả được xác định như thế nào đó, miễn là không có trái quy định pháp luật thôi. À, chúng ta cần mở rộng cái phần này, thì ở xác cái xác định chế tài liên quan đến việc chậm thanh toán nè. Trường hợp mà bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, và cái lãi suất mà phát sinh do chậm trả tiền á được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được quá vượt quá mức lãi suất trần, lãi suất được quy định. Hiện nay thì lãi suất được quy định là theo cái lãi suất vay, theo quy định về lãi suất vay, mà lãi suất vay là do các bên thỏa thuận. Mà trường hợp các bên thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận lại không được vượt quá 20% của năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Đó là theo cái luật dân sự hiện hành là về cái cho vay, cái lãi suất cho vay, thì cái lãi suất cho vay này nó được áp dụng vào cái số lãi suất phát sinh do chậm trả tiền. Trường hợp mà lãi suất theo thỏa thuận mà vượt quá cái lãi suất giới hạn được quy định tại cái khoản này á, thì mức lãi suất vượt quá nó sẽ không có hiệu lực. Trường hợp mà các bên có thỏa thuận về trả lãi nhưng không xác định rõ là lãi suất là bao nhiêu á, và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn được quy định tại khoản 1 tại thời điểm trả nợ. Có nghĩa là nếu mà hai bên á, mà không có thỏa thuận về cái khoản trả lãi này thì cái mức mà lãi suất được xác định á, là bằng 50% của cái 20% tối đa này, có nghĩa là 10% trên một năm á, của cái khoản tiền chậm trả. Như vậy chúng ta xem như cái khoản tiền chậm thanh toán á, là một khoản tiền bên mua vay bên bán thì để tính ra lãi suất là 20% trên một năm trên số tiền chậm thanh toán. Mà nếu mà đó là trường hợp mà chúng ta có quy định về cái lãi suất phát sinh do chậm trả. Còn nếu mà chúng ta không có quy định về lãi suất phát sinh do chậm trả thì sẽ xác định là bằng 50% của cái mức này, tức là 10% trên năm của cái khoản tiền chậm trả. Tuy nhiên đó là quy định bên trong luật dân sự. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cái luật thương mại nó có quy định là trường hợp vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật quy định khác. Đấy, đấy là theo luật thương mại. Theo luật thương mại thì nó không có nói cụ thể là mức lãi suất bao nhiêu cả, nó chỉ nêu là trên theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời hạn chậm trả, tại mà cái thời điểm mà thời gian chậm trả thôi. Thường á thì khi cái này á, thường thì xác định có những cái vụ vụ án á, khi mà kiện khởi kiện ra tòa á, thì tòa sẽ áp dụng là ba cái tài khoản ngân hàng, ba cái lãi suất của ngân hàng để xác định cái lãi suất trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán á, lãi suất nợ quá hạn đó, để áp cho cái mức chậm thanh toán này. À, trên thực tế thì nhiều hợp đồng có các quy định về mức phạt nó cũng không đúng với quy định nêu trên, hoặc là quy định chưa rõ để xác định. Chẳng hạn thì có hợp đồng quy định là quá thời hạn thanh toán các đợt như là 2, 3 mà bên B chưa thanh toán hết thì phải chịu lãi suất quá hạn là 0,5% trên ngày trên số tiền chậm trả, hoặc là phải chịu khoản phạt 0,03% mỗi ngày chậm thanh toán, hoặc là có quy định là ghi là quá các thời hạn thanh toán bên B phải chịu phạt với lãi suất chậm trả bằng 150% lãi vay Việt Nam đồng cho cái số tiền và số ngày chậm trả cùng mọi chi phí phát sinh do chậm thanh toán gây ra. Thời gian kéo dài tối đa không quá 15 ngày tiếp theo quá thời hạn này mà bên B chưa thanh toán đủ tiền hàng cho bên A
thì bên A có quyền giữ lại 10% tiền đặt cọc để bù đắp các khoản chi phí phát sinh và có quyền đơn phương bán lỗ hàng để thu hồi vốn, vân vân. Đó là một số cái quy định về mức phạt không đúng theo cái quy định của pháp luật. Và một cái chế tài nữa là về cái chế tài vi phạm hợp đồng. Chúng ta qua cái điều chính về chế tài vi phạm. Ví dụ như ở đây thì chúng ta có nêu nè. Một bên không thực hiện đúng và hoặc đầy đủ theo hợp đồng này, hay còn gọi là bên vi phạm mà gây thiệt hại cho bên còn lại, gọi là bên bị vi phạm, thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đó cho bên bán theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, bên vi phạm còn thanh toán cho bên bị vi phạm tiền phạt vi phạm hợp đồng tương đương với 8%. Giá trị của phần nghĩa vụ bị vi phạm, ngoại trừ những điều kiện, ngoại trừ những điều khoản về bồi thường thiệt hại phạt đã quy định trong các điều khoản khác của hợp đồng. Ngoài các chế tài theo hợp đồng này, bên vi phạm còn phải chịu các chế tài theo thỏa thuận khác của các bên theo quy định của pháp luật. Đó là cái quy định về chế tài vi phạm. Vậy thì phạt vi phạm như thế nào? Phạt vi phạm nó là cái sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng. Theo đó, bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên vi phạm. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật có liên quan về cái quy định khác. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại, hoặc là vừa phải chịu phạt vi phạm vừa phải bồi thường thiệt hại. Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm vừa phải bồi thường thiệt hại, thì bên vi phạm nghĩa vụ phải chịu phạt vi phạm. Phạt vi phạm là việc bên vi phạm yêu cầu bên vi phạm, bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một cái khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận, trừ các trường hợp miễn trừ trách nhiệm, như là bên vi phạm hợp đồng được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp sau đây, tức là xảy ra các trường hợp miễn trừ được trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận. Nếu mà trong hợp đồng có quy định về các trường hợp miễn trừ trách nhiệm thì các trường hợp này sẽ không áp dụng là phạt vi phạm. Cái thứ hai là xảy ra cái sự kiện bất khả kháng. Và thế nào là sự kiện bất khả kháng thì chúng ta đã nêu trong cái khái niệm rồi, đã nêu trong cái phần giải thích từ ngữ rồi. Một tí thì Hiền cũng sẽ chia sẻ thêm, nếu có thời gian thì Hiền sẽ chia sẻ thêm về cái sự kiện bất khả kháng. Thứ ba là cái hành vi vi phạm của mỗi bên hoàn toàn do lỗi của bên kia. Thứ tư là hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết vào cái thời điểm theo kết hợp đồng. Bên vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm. Đó là cái quy định về vi phạm, phạt vi phạm. Còn cái mức phạt vi phạm nó như thế nào? Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ về hợp đồng hoặc là tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không quá 8% thuộc cái giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ các trường hợp như là phạt vi phạm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp kết quả giám định sai, như là trường hợp mà thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết quả sai do lỗi cố ý của mình thì phải trả tiền phạt cho khách hàng, mức phạt cho các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 10 lần thù lao dịch vụ giám định. Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết quả sai do lỗi cố ý của mình
thì phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho khách hàng trực tiếp yêu cầu giám định. Thứ ba là khách hàng có nghĩa vụ chứng minh kết quả giám định sai và lỗi của thương nhân do kinh doanh dịch vụ giám định. Đó. Trừ ngoại trừ các bồi thường thiệt hại, ngoại trừ cái vấn đề mà kết quả giám định sai, thì cái mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc là tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm trong một cái thỏa thuận hợp đồng là không quá 8% với giá trị của cái phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Ngoài ra thì chúng ta thường nghe là phạt 12% đối với xây dựng. Thật ra thì trong cái luật xây dựng có cái quy định về phạt 12% như sau. Đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, mức phạt hợp đồng không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba nếu có, theo quy định của pháp luật này và pháp luật khác có liên quan. Cho nên chúng ta lưu ý cái cụm từ là công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công. Đó. Chứ không phải là đối với bất kỳ cái công trình xây dựng nào chúng ta cũng áp dụng cái mức phạt không vượt quá 12% này. Mà cái quy định mức phạt không vượt quá 12% này nó chỉ quy định đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, mức phạt hợp đồng là không quá 12% trên giá trị phần hợp đồng bị vi phạm thôi. Và thế nào là vốn đầu tư công? Vốn đầu tư công là vốn ngân sách nhà nước, vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật. Vốn nhà nước ngoài đầu tư công được hiểu là các vốn, ngoại trừ các vốn như ở phía trên chúng ta đã liệt kê ra đó, các vốn ngân sách nhà nước nè, vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước nè, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư quy định của pháp luật, thì chúng ta gọi nó là vốn nhà nước ngoài đầu tư công, nó vẫn là vốn của nhà nước. Rồi một chế tài nữa là cái chế tài về bồi thường thiệt hại. Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc quy định khác. Đó là hai cái quy định về, một cái quy định về trong Bộ luật dân sự 2015 ở điều 13, một cái là ở quy định ở điều 360 của Bộ luật dân sự 2015. Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm. Cái giá trị mà bồi thường thiệt hại thì nó bao gồm giá trị tổn thất về thực tế nè, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra, và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ ra được hưởng nếu không có cái hành vi vi phạm. Nó cũng có trừ những trường hợp miễn trừ trách nhiệm, như là xảy ra trường hợp miễn trừ trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận trong trong hợp đồng thỏa thuận cái trường hợp nào mà được miễn trừ cái phần bồi thường này thì sẽ không áp dụng để mà bồi thường cái thiệt hại, hoặc là xảy ra cái sự kiện bất khả kháng, hoặc là xác định cái hành vi vi phạm là của một bên. Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia, mà do lỗi của bên kia tức là do cái lỗi của mà cái bên hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia. Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các bên không thể biết được vào cái thời điểm mà chúng ta giao kết hợp đồng. Và cái bên mà vi phạm hợp đồng phải có nghĩa vụ chứng minh, trừ các trường hợp được miễn trừ trách nhiệm.
Và cái trách nhiệm mà bồi thường thiệt hại phát sinh phải có đầy đủ các yếu tố như sau, nó gồm có ba cái yếu tố để bồi thường thiệt hại. Nó phải phát sinh đủ ba yếu tố này, nghĩa là đầu tiên là phải có hành vi vi phạm của hợp đồng, phải có thiệt hại thực tế, và cái hành vi vi phạm hợp đồng này nó là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại. Chú ý là nó là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại. Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải chứng minh tổn thất, mức độ tổn thất do hành vi vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm. Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại áp dụng các biện pháp hợp lý để hạn chế tổn thất, kể cả tổn thất đối với các khoản lợi trực tiếp đáng lẽ được hưởng do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra. Nếu bên yêu cầu bồi thường thiệt hại không áp dụng các biện pháp đó, bên vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu giảm bớt giá trị bồi thường thiệt hại bằng mức tổn thất đáng lẽ có thể hạn chế được. Chúng ta có thể tham khảo một số án lệ, ví dụ như án lệ số 09 trên 2016 nè. Chúng ta có thể tham khảo nó. Và một cái sự kiện pháp lý nữa, đó về sự kiện bất khả kháng. Sự kiện bất khả kháng là gì? Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Đầu tiên, nó là phải xảy ra một cách khách quan. Khách quan là gì? Khách quan là do bên ngoài tác động vào, chứ không phải là gì do chúng ta muốn, chúng ta chủ động. Và chúng ta cũng không thể nào lường trước được cái vấn đề đó, nên chúng ta cũng không thể nào khắc phục được. Mặc dù là chúng ta đã áp dụng mọi cái biện pháp cần thiết và cái khả năng cho phép, nhưng mà chúng ta cũng không khắc phục được. Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền nghĩa vụ dân sự không thể biết về quyền lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền bằng nghĩa vụ dân sự của mình. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Trường hợp bất khả kháng, các bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được tính thêm một thời gian bằng thời gian xảy ra trường hợp bất khả kháng cộng với cái thời gian hợp lý để khắc phục hậu quả, nhưng không được kéo dài quá các khoảng thời gian sau đây: 5 tháng đối với hàng hóa dịch vụ mà thời hạn giao hàng cung ứng dịch vụ được thỏa thuận không quá 12 tháng kể từ khi giao kết hợp đồng; 8 tháng đối với hàng hóa dịch vụ mà thời hạn giao hàng cung cấp dịch vụ được thỏa thuận trên 12 tháng kể từ ngày giao kết hợp đồng. Năm tháng đối với hàng hóa dịch vụ mà thời gian giao hàng cung ứng dịch vụ được thỏa thuận không quá 12 tháng kể từ khi giao kết hợp đồng; 8 tháng đối với hàng hóa dịch vụ mà thời gian giao hàng cung ứng dịch vụ được thỏa thuận trên 12 tháng kể từ ngày giao kết hợp đồng. Vậy thì theo quy định tại Luật Thương mại năm 2005, việc kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng nêu trên không áp dụng đối với các hợp đồng mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ có thời hạn cố định về giao hàng hoặc là thời hoàn thành dịch vụ. Trường hợp kéo dài quá các thời hạn quy định trên, các bên có quyền từ chối thực hiện hợp đồng và không bên nào có quyền yêu cầu bên kia bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, để được miễn trách nhiệm, bên vi phạm phải thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng và hậu quả có thể xảy ra, đồng thời có nghĩa vụ chứng minh sự kiện bất khả kháng. Như vậy thì không phải cái trong mọi cái trường hợp khi xảy ra sự kiện bất khả kháng thì bên nghĩa vụ đều có quyền chấm dứt hợp đồng, mà phải xem xét cái hợp đồng đó họ ký kết là hợp đồng dân sự hay hợp đồng thương mại. Vì theo luật thương mại 2005 quy định khi xảy ra bất khả kháng thì hợp đồng không đương nhiên chấm dứt, mà thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng được tính thêm một thời gian bằng với thời gian xảy ra trường hợp bất khả kháng
cộng với một thời gian hợp lý để khắc phục hậu quả. Đồng thời, bên bị ảnh hưởng phải thông báo ngay cho bên kia biết về sự kiện bất khả kháng. Hết cái thời hạn này thì bên ảnh hưởng mới có quyền chấm dứt hợp đồng. Về cái điều khoản sửa đổi hợp đồng, sửa đổi hợp đồng hay còn gọi là sửa đổi hoặc là bổ sung hợp đồng đó, là một cái dạng thỏa thuận giữa các bên giao kết hợp đồng xác lập việc thay đổi nội dung của hợp đồng đã ký kết. Việc sửa đổi hợp đồng có thể thực hiện nhiều lần và nhiều thời điểm, có thể sửa đổi một hoặc nhiều nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng nhưng phải tuân theo quy định về hình thức thỏa thuận và nội dung thỏa thuận mới phát sinh hiệu lực áp dụng cho các bên khi thực hiện hợp đồng. Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải công chứng, chứng thực khi cái hợp đồng chính được các bên công chứng chứng thực hoặc thuộc các trường hợp bắt buộc phải công chứng chứng thực, ví dụ như hợp đồng về quyền sử dụng đất. Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng sửa đổi khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản thì có đủ điều kiện sau đây, nhất là sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng. Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được việc về sự thay đổi của hoàn cảnh. Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng nội dung hoàn toàn khác. Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên. Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép phù hợp với tính chất hợp đồng mà không thể ngăn chặn giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích. Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu tòa án chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định. Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Tòa án chỉ được quyết định việc sửa đổi hợp đồng trong trường hợp việc chấm dứt hợp đồng này sẽ gây thiệt hại lớn hơn so với các chi phí để thực hiện hợp đồng nếu được sửa đổi. Thì trong cái quá trình đàm phán sửa đổi chấm dứt hợp đồng, tòa án giải quyết vụ việc, các bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Và cái hợp đồng sửa đổi phải tuân theo cái hình thức của hợp đồng ban đầu, đó là quy định về sửa đổi hợp đồng. Đây là một cái tình huống là sửa đổi hợp đồng, thì chúng ta có thể ghi ngắn gọn vậy thôi. Mọi trường hợp sửa đổi bổ sung hợp đồng này đều phải lập thành văn bản mà có chữ ký của các bên. Các phụ lục biên bản xác nhận là phần không thể tách rời của hợp đồng này và có hiệu lực như các điều khoản tại hợp đồng này. Tại vì cái sửa đổi bổ sung hợp đồng này thì trong cái quy định pháp luật nó quy định khá cụ thể, khá rõ ràng rồi. Nếu mà chúng ta không quy định trong này thì đương nhiên chúng ta sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật. Về cái điều khoản chấm dứt hợp đồng, hợp đồng chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau đây là hợp đồng đã hoàn thành. Hợp đồng đã hoàn thành thì có thể là hợp đồng hoàn thành thì đương nhiên là phải chấm dứt hợp đồng kể từ cái thời điểm mà các bên đã thực hiện đúng đầy đủ toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với bên có quyền và thì hợp đồng này được coi là hoàn thành. Chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận của các bên. Khi các bên có thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng từ thời điểm thỏa thuận thì một bên trong hợp đồng không còn tồn tại thì hợp đồng được coi là chấm dứt. Đối với hợp đồng mà do tính chất của hợp đồng đó hoặc là do thỏa thuận của các bên, theo đó bên nghĩa vụ trong hợp đồng phải trực tiếp thực hiện hợp đồng thì bên có nghĩa vụ là cá nhân chết, pháp nhân hoặc chủ thể khác chấm dứt thì hợp đồng đó chấm dứt. Chẳng hạn như anh A ký hợp đồng biểu diễn với B
với anh B, với ca sĩ B. Mà nếu ca sĩ B chết thì cái hợp đồng biểu diễn này là đương nhiên chấm dứt. Chấm dứt hợp đồng trong cái trường hợp mà hợp đồng bị hủy bỏ. Hủy bỏ hợp đồng là cái sự tuyên bố ý chí đơn phương của cái bên vi phạm hợp đồng, bên Mỹ vi phạm hợp đồng về việc chấm dứt toàn bộ hợp đồng đã giao kết khi sự vi phạm hợp đồng của bên kia là điều kiện hủy bỏ đã được các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm mà giao kết. Các bên phải hoàn trả cho nhau những cái tài sản đã nhận. Nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền. Nếu có thiệt hại xảy ra do hợp đồng hủy bỏ thì thì bên có lỗi làm cho hợp đồng bị hủy bỏ phải bồi thường thiệt hại đó. Hủy bỏ hợp đồng bao gồm hủy bỏ toàn bộ hợp đồng và hủy bỏ một phần hợp đồng. Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng là việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ của hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng. Còn hủy bỏ một phần hợp đồng là việc bãi bỏ thực hiện một phần nghĩa vụ của hợp đồng. Các phần còn lại trong hợp đồng nó vẫn có còn hiệu lực. Trừ các trường hợp miễn trừ trách nhiệm. Thì chế tài hủy bỏ hợp đồng được áp dụng trong các trường hợp sau đây, như là xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Không phải bất kỳ hợp đồng dân sự nào sau khi được giao kết thỏa thuận đều có thể thực hiện được. Pháp luật quy định về các trường hợp hủy bỏ hợp đồng theo ý chí của chủ thể hoặc do điều kiện chủ quan và hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hợp đồng. Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây. Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận. Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng. Trường hợp khác do luật quy định. Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Ngoài ra thì có các trường hợp phát sinh việc hủy bỏ hợp đồng như là hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ, hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện, hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng. Rồi, chúng ta qua cái điều khoản chung. Ngoài ra thì hủy bỏ hợp đồng trong các trường hợp mà bị đơn phương chấm dứt thực hiện á, đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng là cái sự tuyên bố ý chí đơn phương của một bên về việc các bên không thực hiện nghĩa vụ đối với phần hợp đồng chưa được thực hiện khi sự vi phạm hợp đồng của bên kia là điều kiện chấm dứt thực hiện hợp đồng đã được các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt là từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt và các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Tức là một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng mà các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Khi hợp đồng đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt, các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và các thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường. Trường hợp việc đơn phương mà chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ.
bị vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng sẽ được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ, phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng cái nghĩa vụ trong hợp đồng. Về cái điều khoản chung, điều khoản chung á là những điều khoản ổn định cho một bên công bố để áp dụng chung cho bên đề nghị giao kết hợp đồng. Nếu mà bên nếu bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng thì coi như là chấp nhận tất cả các điều khoản này. Thông thường thì điều khoản chung thì sẽ nêu là hai bên nhất trí thực hiện đầy đủ trong hợp đồng, không không bên nào được tự ý hủy bỏ hợp đồng mà không có sự đồng ý của bên kia. Nếu bên nào vi phạm thì phải bồi thường tổn thất thiệt hại cho bên kia. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn trở ngại thì phải thông báo và bàn bạc giải quyết để đảm bảo quyền và lợi cho hai bên. Đó, vân vân, đó là điều khoản chung. Về cái điều khoản về phương thức giải quyết tranh chấp thì tranh chấp hợp đồng là những cái mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Hiện nay thì theo quy định của pháp luật có tất cả bốn phương thức giải quyết tranh chấp, đó là thương lượng, hòa giải, tòa án hoặc là trọng tài. Thương lượng đó là cái phương thức giải quyết tranh chấp thông qua việc các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, tự dàn xếp tháo gỡ những bất đồng phát sinh để loại bỏ tranh chấp mà không cần có sự trợ giúp hay phán quyết của bất kỳ của bên thứ ba nào. Còn hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của các bên thứ ba làm trung gian hòa giải để hỗ trợ thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm các giải pháp nhằm loại trừ tranh chấp đã phát sinh. Giải quyết tranh chấp bằng tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp tại cơ quan xét xử nhân dân quyền lực nhà nước được tòa án thực hiện theo một trình tự hoặc là thủ tục nghiêm ngặt chặt chẽ. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại là phương thức giải quyết thông qua hoạt động của trọng tài viên với kết quả cuối cùng là phán quyết trọng tài buộc các bên phải tôn trọng và thực hiện. Về hiệu lực của hợp đồng là cái điều khoản cuối cùng. Việc xác định cái thời điểm có hiệu lực của hợp đồng được dựa trên các căn cứ sau đây, đó là thời điểm giao kết hợp đồng. Chỉ dựa vào căn cứ này trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác và pháp luật không có quy định khác về thời điểm hiệu lực của hợp đồng. Nếu mà hợp đồng được giao kết gián tiếp bằng đường công văn thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm bên đề nghị giao kết nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng của bên được đề nghị. Nếu các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết thì hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm hết thời hạn trả lời mà các bên nhận được đề nghị vẫn im lặng. Nếu hợp đồng được giao kết bằng miệng, hình thức miệng thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng. Nếu hợp đồng được giao kết bằng văn bản điện tử thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên nhận được văn bản của giao dịch điện tử đó. Nếu hợp đồng được giao kết bằng văn bản viết thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản. Nếu hợp đồng phải đăng ký theo quy định của pháp luật thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm hoàn thành việc đăng ký. Ngoài ra thì theo thỏa thuận của các bên thì các bên chỉ có thể thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng trong trường hợp pháp luật không có quy định riêng về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày cụ thể đã được các bên xác định. Hợp đồng có hiệu lực vào thời điểm xảy ra sự kiện là điều kiện phát sinh hiệu lực hợp đồng đã được các bên xác định. Hoặc là hợp đồng có hiệu lực theo quy định của pháp luật đối với những hợp đồng mà pháp luật quy định đã có quy định riêng về thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực phải xác định theo quy định riêng đó. Chẳng hạn như đối với hợp đồng tặng cho tài sản nè, luật đã quy định riêng về thời điểm có hiệu lực như sau: hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản. Đối với động sản mà pháp luật có quy định đồng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Đây, Hiền đã chia sẻ xong một cái cấu trúc trong một cái hợp đồng mẫu. Thì hôm nay Hiền sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái chương tư, chương 4 là giải quyết tranh chấp hợp đồng.
Đầu tiên thì trong cái phần giải quyết tranh chấp hợp đồng này, chúng ta sẽ đi qua bốn ba phần. Phần thứ nhất là tranh chấp hợp đồng, phần thứ hai là giải quyết tranh chấp hợp đồng như thế nào, và phần thứ ba là các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng ra sao. Về phần tranh chấp hợp đồng, đầu tiên thì chúng ta phải hiểu cái khái niệm của nó. Thế nào là tranh chấp hợp đồng? Có nghĩa là tranh chấp hợp đồng là một cái ý kiến không thống nhất của các bên về việc đánh giá hành vi vi phạm hoặc cách thức giải quyết hậu quả phát sinh từ vi phạm đó. Trong khi cái vi phạm hợp đồng là hành vi đơn phương của một bên đã xử sự trái với cam kết trong hợp đồng. Có nghĩa là bất kỳ một bên nào mà đơn phương xử sự trái với cam kết hợp đồng thì được gọi là tranh chấp hợp đồng. Các đặc điểm của tranh chấp hợp đồng thì đặc điểm thứ nhất là phát sinh trực tiếp từ cái quan hệ hợp đồng, nên luôn luôn thuộc thuộc cái quyền tự định đoạt của các bên trong tranh chấp, tức là các bên trong hợp đồng. Có nghĩa là nó phát sinh trực tiếp từ những cái tranh chấp về cái nội dung, về cái vấn đề trong hợp đồng, chứ nó không phải là gián tiếp. Lưu ý là nó là trực tiếp, những cái gì liên quan đến cái nội dung trong hợp đồng mà xảy ra tranh chấp thì nó đó là đặc điểm của cái tranh chấp trong hợp đồng. Cái thứ hai là nó mang cái yếu tố tài sản, có nghĩa là có thể là vật chất, có thể là tinh thần, hay là có thể là vừa vật chất vừa tinh thần, và nó phải gắn liền với lợi ích của các bên trong tranh chấp. Cái thứ ba là nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng là cái sự bình đẳng, thỏa thuận. Điều khoản về giải quyết tranh chấp là một điều khoản mà các bên ít thường khi để ý trong soạn thảo hợp đồng. Khi soạn thảo thường thì các bên chú trọng và dành rất là nhiều thời gian cho các điều khoản như là đối tượng trong hợp đồng là gì, giá cả là bao nhiêu, rồi thời hạn giao hàng là ngày nào, rồi thời hạn thanh toán là bao nhiêu lâu, bao nhiêu ngày, rồi thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, vân vân. Nhưng mà cái điều khoản để giải quyết tranh chấp thường thì được xem xét ở cuối cùng, hay bị các chế bên tham gia hoặc trong hợp đồng xem nhẹ, hoặc là không để ý, hoặc là nếu có thì chỉ xem xét qua loa. Vì tại cái thời điểm mà ký kết hợp đồng, các bên thường mong muốn dự liệu hay không nghĩ đến cái việc mà tranh chấp sẽ phát sinh, cũng như các cách thức giải quyết tranh chấp như thế nào, bên vi vi phạm bên bị vi phạm sẽ tiền mất mà tật mang ra sao, bởi không biết phải đi kiện ở đâu, hoặc có đi kiện thì sẽ bị trả lại đơn kiện do không đủ điều kiện thụ lý, vân vân. Việc giải quyết tranh chấp thì có thể bằng con đường tài phán như tòa án nè, trọng tài, hoặc là phi tài như là thương lượng, hòa giải. Với con đường tài phán, thường pháp luật luôn tôn trọng và khuyến khích các bên thương lượng hòa giải khi nảy sinh tranh chấp. Tuy nhiên, trên thực tiễn thì rất hiếm các trường hợp mà các bên có thể thương lượng hoặc là hòa giải với nhau khi đã nảy sinh tranh chấp. Do đó, thường một trong các bên lại đem tranh chấp của mình ra cơ quan tài phán hoặc trọng tài hoặc là tòa án để giải quyết. Việc lựa chọn cơ quan tài phán nào có thẩm quyền để giải quyết, để đưa vào trong hợp đồng thì nó cũng cần phải dựa trên một sự cân đo đong đếm những thuận lợi và khó khăn mà khách hàng mình gặp phải. Thông thường, đối với một hợp đồng ngoại thương thì các bên thường lựa chọn trọng tài thương mại để giải quyết. Đối với những hợp đồng kinh tế thì các bên có thể lựa chọn trọng tài hoặc tòa án để giải quyết. Đó là những cái điều cơ bản về tranh chấp hợp đồng. Còn chúng ta qua cái phần thứ hai, đó là giải quyết tranh chấp hợp đồng. Thì tranh chấp hợp đồng nó đòi hỏi phải được giải quyết một cách thỏa đáng bằng một phương thức chọn lựa phù hợp để nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp. Nó phải vừa đảm bảo được trật tự pháp luật và kỷ cương của xã hội, giáo dục được ý thức tôn trọng pháp luật của công dân, góp phần chủ động ngăn ngừa các vi phạm hợp đồng. Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp hợp đồng thì nó phải đảm bảo là nhanh chóng, chính xác và đúng theo quy định của pháp luật. Quyết định
giải quyết tranh chấp hợp đồng phải có tính khả thi cao, thi hành được, và quá trình giải quyết phải đảm bảo cái tính dân chủ và cái quyền tự định đoạt của các bên, với chi phí giải quyết là thấp. Tranh chấp hợp đồng có thể được giải quyết bằng các phương thức khác nhau, như là hồi nãy đã nói ở trên, là hòa giải nè, trọng tài hay là tòa án. Các bên tranh chấp có thể chọn lựa một phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng phù hợp, hoặc sử dụng phối hợp nhiều phương pháp. Các yếu tố tác động chi phối việc các bên chọn lựa phương thức giải quyết các tranh chấp hợp đồng như là các lợi thế mà phương thức đó có thể mang lại cho các bên, mức độ phù hợp của phương thức đó đối với nội dung và tính chất của tranh chấp hợp đồng, với cả thiện chí của các bên, thái độ hay là quy định của nhà nước đối với quyền lựa chọn cái phương thức giải quyết của các bên. Rồi các phương thức giải quyết tranh chấp trong hợp đồng như thế nào? Chúng ta sẽ đi sâu vào các phương pháp giải quyết tranh chấp trong hợp đồng. Thứ nhất là chúng ta có cái phương thức là thương lượng. Thương lượng là cái việc mà bàn bạc nhằm đi đến cái thỏa thuận giải quyết một vấn đề nào đó giữa hai bên. Thương lượng nó thường là thương lượng là cái hình thức mà giải quyết tranh chấp không chính thức. Nó không có cái sự can thiệp của bất kỳ cơ quan chức năng nhà nước hay cái bên thứ ba nào cả. Thương lượng nó thể hiện được cái quyền tự do thỏa thuận và tự định đoạt của các bên. Hầu hết á, các tranh chấp hợp đồng thì đều được các bên tự giải quyết bằng con đường thương lượng trước. Sau đó thì nếu mà thương lượng không thành thì người ta chọn cái phương thức thứ hai, đó là phương thức hòa giải. Hòa giải nó là cái phương thức mà giải quyết tranh chấp xuất hiện sớm nhất trong lịch sử xã hội loài người trên nhiều cái lĩnh vực, chứ cũng không có riêng đặc trưng gì với tranh chấp hợp đồng. Hòa giải là các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua hòa giải. Ở Việt Nam thì việc hòa giải tranh chấp hợp đồng được coi trọng. Các bên phải tự thương lượng hòa giải với nhau khi phát sinh tranh chấp. Khi thương lượng hòa giải bất thành thì mới đưa ra tòa án hoặc trọng tài để giải quyết. Ngay tại tòa án, các bên vẫn có thể tiếp tục hòa giải với nhau. Ở Việt Nam thì bình quân mỗi năm, số lượng tranh chấp kinh tế được giải quyết bằng phương thức hòa giải chiếm đến trên dưới 50% tổng số vụ việc mà tòa án đã giải quyết. Các ưu điểm của việc giải quyết tranh chấp hợp đồng trong thực tế bằng phương thức hòa giải. Thứ nhất là phương thức giải quyết này thì giải quyết tranh chấp này thì nó đơn giản, nhanh chóng và nó tốn kém. Thứ hai là các bên hòa giải thành thì không có cái sự phân biệt là kẻ thắng người thua, nên sẽ không có gây ra cái tình trạng đối đầu giữa các bên. Vì vậy thì nó sẽ duy trì được cái mối quan hệ hợp tác giữa các bên. Cái thứ ba là các bên dễ dàng kiểm soát được cái việc cung cấp chứng từ và sử dụng chứng từ đó, giữ được các bí mật, bí quyết kinh doanh và uy tín của các bên. Cái thứ năm là hòa giải, nó xuất phát từ sự tự nguyện, có điều kiện của các bên, nên khi đạt được cái phương án hòa giải thì các bên thường sẽ nghiêm túc thực hiện. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái mặt hạn chế về cái phương thức hòa giải trong tranh chấp hợp đồng. Như là nếu mà hòa giải bất thành thì lợi thế về chi phí thấp nó trở thành gánh nặng bổ sung cho các bên tranh chấp. Cái người mà thiếu thiện chí, họ sẽ lợi dụng cái thủ tục hòa giải để mà có thể trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ của mình và có thể đưa đến cái hậu quả là bên có quyền lợi bị vi phạm, mất quyền khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài vì hết cái thời hạn khởi kiện. Chúng ta có các hình thức hòa giải như là thứ nhất là
tự hòa giải, là do các bên tranh chấp tự bàn bạc để đi đến cái thống nhất phương án giải quyết tranh chấp mà không cần sự tác động hay giúp đỡ của đệ tam nhân. Hòa giải qua trung gian là việc các bên tranh chấp tiến hành hòa giải với nhau dưới sự hỗ trợ của giúp đỡ của người thứ ba, còn gọi là người trung gian hòa giải. Trung gian hòa giải có thể là cá nhân, tổ chức hay là tòa án do các bên tranh chấp lựa chọn hoặc là do pháp luật quy định. Cái thứ ba là hòa giải ngoài tố tụng, là cái việc hòa giải được các bên tiến hành trước khi đưa đơn khởi kiện ra tòa án hay trọng tài. Cái thứ tư là hòa giải trong tố tụng, là cái việc hòa giải được tiến hành tại tòa án trọng tài khi các cơ quan này tiến hành giải quyết tranh chấp theo đơn khởi kiện của một bên. Hòa giải dưới sự trợ giúp của tòa án hay trọng tài, tòa án trọng tài sẽ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Cái phương thức giải quyết thứ ba đó là cái phương thức giải quyết bởi trọng tài, tức là các bên thỏa thuận đưa ra những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra giải quyết tại trọng tài, và trọng tài sau khi xem xét việc tranh chấp sẽ đưa ra cái phán quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên. Vậy thỏa thuận trọng tài là gì? Để giải quyết bằng cái phương thức trọng tài thì các bên cần phải thỏa thuận trọng tài trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp thương mại quốc tế. Các bên có thể lập một điều khoản trọng tài trong hợp đồng ngay từ đầu hoặc có một thỏa thuận riêng về trọng tài được ký kết sau khi tranh chấp. Căn cứ theo cái luật trọng tài thương mại năm 2010 thì tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại hoặc tranh chấp giữa các bên trong đó có ít nhất một bên có hoạt động thương mại thì thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài. Và khi thỏa thuận giải quyết tranh chấp trọng tài thì cần chú ý đến thẩm quyền của người xác lập thỏa thuận trọng tài đối với tổ chức. Cụ thể là người xác lập thỏa thuận trọng tài phải là người đại diện theo pháp luật hoặc là người được ủy quyền hợp pháp hoặc là người được ủy quyền hợp pháp nhưng có vượt quá vi phạm, vượt quá cái phạm vi được ủy quyền hay không. Và cái vấn đề này chúng ta đã nói ở cái phần 1 rồi đó. Cái phần mà người mà đứng ra đã ký kết hợp đồng á. Một điểm mà các bên cần chú ý là năng lực hành vi dân sự của cá nhân xác lập thỏa thuận trọng tài. Người xác lập thỏa thuận trọng tài phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nè. Người này phải không thuộc các trường hợp như chưa thành niên, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Ngoài ra, thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu nếu hình thức của thỏa thuận trọng tài không đáp ứng quy định về hình thức của pháp luật. Trong cái tranh chấp mà có yếu tố nước ngoài, các bên có thể thỏa thuận về ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng và có quyền được chọn luật áp dụng cho phương thức trọng tài tại các thời điểm, có thể sớm hoặc muộn hơn quá trình tố tụng. Trường hợp mà chưa chọn luật áp dụng thì hội đồng trọng tài có thể chọn luật được cho là phù hợp nhất để giải quyết tranh chấp phát sinh. Tuy đây là phương thức trọng tài nhưng vẫn tồn tại sự hỗ trợ từ phía tòa án như chỉ định trọng tài viên hay thu thập chứng cứ cần thiết khi yêu cầu trong một số trường hợp luật định. Về thủ tục tố tụng trọng tài. Thủ tục tố tụng trọng tài có những bước cơ bản và nó ít phức tạp hơn so với tố tụng tại tòa án. Tức là bên khởi kiện sẽ nộp đơn khởi kiện, trung tâm trọng tài sẽ gửi cái bản sao đơn khởi kiện và tài liệu kèm theo từ cái phía nguyên đơn cho bị đơn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đơn khởi kiện. Rồi trong vòng 30 ngày, bên bị đơn phải gửi bản tự bảo vệ cho trọng tài. Bên cạnh đó, bên bị đơn cũng có quyền kiện lại bên nguyên đơn những vấn đề liên quan tới tranh chấp và đơn kiện này phải được gửi lại cùng bản tự bảo vệ trong thời gian luật định. Trong cái giai đoạn bắt đầu tố tụng trọng tài này, các bên có thể tự hòa giải và chấm dứt việc giải quyết tranh chấp. Các bên có quyền được lựa chọn trọng tài viên và thành lập hội đồng trọng tài với một hoặc là nhiều trọng tài viên. Hoặc trường hợp mà tòa án có thể tham gia
chỉ định trọng tài viên nếu các bên có yêu cầu. Giai đoạn chuẩn bị và giải quyết vụ việc tiếp theo, hội đồng trọng tài có thể tự xác minh, thu thập chứng cứ hoặc triệu tập người làm chứng, sử dụng các biện pháp khẩn cấp nhờ sự hỗ trợ từ phía tòa án để đưa ra quyết định cuối cùng. Cuối cùng cái là cái quyết định của trọng tài, vì quyết định trọng tài nó có giá trị là giá trị quyết hiệu lực cuối cùng, cho nên các bên chỉ có thể yêu cầu tòa án hủy cái phán quyết của trọng tài. Tòa án cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi hội đồng trọng tài ra phán quyết có thẩm quyền chỉ định một hội đồng xét xử đơn yêu cầu. Tuy nhiên tòa án và không xét xử lại nó nội dung của vụ việc. Các tài liệu có tiếng nước ngoài thì cần được dịch sang tiếng Việt, có chứng thực hợp lệ để gửi kèm theo đơn yêu cầu tới tòa án. Hội đồng trọng tài thì vẫn có một cái khoảng thời gian hợp lý để khắc phục sai sót tố tụng, là căn cứ hủy quyết định trọng tài khi có yêu cầu của một bên và hội đồng xét đơn yêu cầu xét thấy phù hợp. Việc mà hủy quyết định trọng tài phải đưa vào các căn cứ luật định như không có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận vô hiệu, thành phần thủ tục tố tụng trọng tài không đúng với thỏa thuận của các bên hoặc trái với quy định của pháp luật, tranh chấp không thuộc quyền của trọng tài, vân vân. Sau khi phán quyết bị hủy thì các bên có thể tự thỏa thuận việc giải quyết cái vụ án, hoặc là lập một cái thỏa thuận trọng tài mới, hoặc là đưa cái vụ án ra tranh chấp tại tòa án. Và cái phương thức cuối cùng đó là cái phương thức mà giải quyết tranh chấp hợp đồng theo tố tụng của tư pháp. Khi mà tranh chấp hợp đồng phát sinh, nếu các bên không thương lượng hòa giải với nhau thì có thể được giải quyết tại tòa án. Cũng tùy theo cái tính chất và của cái hợp đồng kinh tế, nó là hợp đồng kinh tế hay là dân sự, mà các tranh chấp phát sinh có thể được tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng về kinh tế hay thủ tục về dân sự. Cơ sở pháp lý cho hoạt động xét xử tranh chấp hợp đồng của tòa án là bộ luật dân sự. Các lợi thế về của việc tranh chấp hợp đồng qua tòa án như là các quyết định của tòa án, vì là đại diện cho quyền lực tư pháp của nhà nước nên nó có cái tính cưỡng chế thi hành đối với các bên. Với nguyên tắc hai cấp xét xử thì những sai sót trong quá trình giải quyết tranh chấp có khả năng được phát hiện và khắc phục. Với điều kiện thực tế ở Việt Nam thì án phí tòa án lại thấp hơn lệ phí của trọng tài. Bên cạnh đó thì nó cũng có các mặt hạn chế của việc giải quyết tranh chấp của hợp đồng qua tòa án, như là thời gian giải quyết tranh chấp thì thường nó kéo dài vì nó là tố tụng tòa án thì nó chặt chẽ. Rồi cái khả năng tác động của các bên trong quá trình tố tụng thì nó cũng rất là hạn chế. Đấy là Hiền đã nói với những một số vấn đề cần lưu ý về cái vấn đề mà giải quyết tranh chấp hợp đồng. Chúng ta còn một cái phần nữa, đó là cái chương thứ 5 về các biện pháp để tránh rủi ro pháp lý khi ký kết thực hiện hợp đồng. Ở cái phần này thì chúng ta sẽ có tất cả là 6 cái biện pháp cơ bản để chúng ta phòng tránh rủi ro pháp lý khi ký kết thực hiện hợp đồng. Thì trong thực tiễn của đời sống, các giao dịch trong các lĩnh vực dân sự, kinh tế, lao động đều hết sức là đa dạng, phức tạp và ngày càng phát triển. Thì cũng song song với cái sự phát triển đó thì những rủi ro pháp lý cũng xảy ra ngày một, nó càng ngày nó càng nhiều hơn và không hề có sự báo trước. Những rủi ro một khi nó xảy ra thì sẽ kéo theo rất là nhiều hậu quả về những thiệt hại về tài sản, về thu nhập vân vân. Nó có thể đẩy các bên vào các tình thế khó khăn hoặc thậm chí là phá sản. Đối với hoạt động kinh tế, những rủi ro pháp lý trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng thì cũng thường để lại những hậu quả rất là nặng nề và khó khắc phục. Không chỉ mất nhiều thời gian, tốn kém tiền bạc, công sức, của cải, còn những nó còn có những là tiền của, tài sản để mà chúng ta khắc phục những cái thiệt hại đó. Vì vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể đề phòng và tránh được cái rủi ro có thể xảy ra hoặc hạn chế đến cái mức thấp nhất
những cái khả năng về rủi ro có thể mà xảy ra đối với người tham gia ký kết và thực hiện cái hợp đồng nào đó. Thì cái việc đề ra các biện pháp phòng, tránh và hạn chế các rủi ro pháp lý khi ký kết thực hiện hợp đồng, nó cũng là một cái vấn đề mà được nhiều người quan tâm và cũng là cái yêu cầu chung cho bất kỳ một giao dịch nào. Đầu tiên thì chúng ta đi tìm hiểu về kỹ, đầy đủ các quy định của pháp luật về hợp đồng, các quy định có liên quan khi mà chúng ta thực hiện ký kết, thực hiện hợp đồng. Cái việc làm này thì thật ra nó rất là cần thiết, bởi lẽ nó đảm bảo cho cái việc mà ký kết nội dung thỏa thuận luôn nó tuân thủ theo đúng pháp luật, và nó cũng sẽ đảm bảo cái giá trị pháp lý của hợp đồng, nó hạn chế những cái rủi ro do việc trái pháp luật gây ra. Việc mà chúng ta tìm hiểu kỹ pháp luật sẽ cho phép cái quá trình đàm phán ký kết hợp đồng nó luôn 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 được thận trọng hơn, chính xác hơn và độ đạt được cái độ chuẩn cao. Và như vậy thì chúng ta sẽ có thể loại trừ được việc lợi dụng các sơ hở của các bên đối tác để mà vi phạm hợp đồng. Vì vậy, khi cái việc mà tìm hiểu kỹ toàn diện các quy định của pháp luật về hợp đồng liên quan đến lĩnh vực mà chúng ta tham gia giao dịch là cái điều cần làm đầu tiên mà nó có ý nghĩa hết sức là quan trọng. Cái biện pháp thứ hai đó là cái biện pháp mà chúng ta phải tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định về hình thức của hợp đồng, về chủ thể tham gia ký kết hợp đồng. Thì trước hết về hình thức hợp đồng là chúng ta phải được đảm bảo đúng pháp luật. Những cái loại hợp đồng nào được pháp luật quy định lập thành văn bản thì chúng ta phải triệt để tuân thủ. Nếu có quy định mà phải đăng ký như đối với các giao dịch đảm bảo, bảo đảm hoặc công chứng, chứng thực thì chúng ta không được tùy tiện mà chúng ta bỏ qua. Cũng cần lưu ý đối với những hợp đồng mà pháp luật không bắt buộc phải thực hiện bằng văn bản thì cũng nên cố gắng viết thành văn bản để đảm bảo chắc chắn rằng không có cái việc đôi chối sau này. Còn đối với chủ thể, tức là những người mà tham gia ký kết hợp đồng á, phải bảo đảm là họ phải đủ tư cách, như là về độ tuổi theo luật định nè, về năng lực hành vi nè, và trong trường hợp đại diện để ký kết thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Cần chú ý đối với hợp đồng kinh tế thì hầu hết các chủ thể là pháp nhân, do đó phải do người đứng đầu hay đại diện pháp hợp pháp của pháp nhân như là giám đốc nè, chủ doanh nghiệp nè. Nếu là doanh nghiệp không có chức danh giám đốc ký kết hoặc người đại diện do người đứng đầu của pháp nhân đó ủy quyền được thay mặt ký kết, và việc ký kết nó phải được đóng dấu một cách hợp lệ. Chỉ có ký kết đúng thẩm quyền, đúng chủ thể thì hợp đồng nó mới có giá trị pháp lý và có hiệu lực thi hành. Việc mà bảo đảm về hình thức của hợp đồng cũng như bảo đảm chủ thể khi ký kết hợp đồng nó sẽ loại trừ đáng kể những cái rủi ro mà không đáng có. Cái thứ ba là chúng ta phải tìm hiểu kỹ cái đối tác trước khi chính thức đặt bút ký hợp đồng. Cần phải tìm hiểu kỹ cái đối tác mà mình đang dự định sẽ ký hợp đồng, không chỉ lần đầu làm ăn với họ, với nhau mà chúng ta mới tìm hiểu kỹ, mà kể cả những cái lần mà nếu mà tiếp theo sau chúng ta có thực hiện ký kết hợp đồng thì chúng ta cũng phải thường xuyên xem lại cái khả năng, cái điều kiện và những cái thay đổi của cái phía đối tác mà chúng ta thực hiện ký kết hợp đồng. Cái việc mà tìm hiểu kỹ sẽ giúp đánh giá được cái khả năng cũng như cái sự tín nhiệm, những cái hạn chế của đối tác, từ đó chúng ta sẽ có những cái lựa chọn cần thiết là nên hợp tác hay không hợp tác, có nên ký kết hợp đồng hay không ký kết hợp đồng. Cái việc làm này là hoàn toàn cần thiết, vì chẳng những có thể loại trừ những cái hạn chế đến mức tối thiểu rủi ro khi đặt bút ký hợp đồng, mà còn tạo cơ hội cho công việc chúng ta luôn phát triển vững chắc. Thường có câu là sự tin cậy đối tác chỉ có khi chúng ta biết rõ và hiểu rõ được họ thôi. Và cái biện pháp thứ tư đó là chúng ta phải soạn thảo cái nội dung hợp đồng như thế nào, phải chặt chẽ, phải đầy đủ những nội dung cơ bản, và ngôn ngữ thì phải chính xác. Cái yếu tố này có ý nghĩa rất là quan trọng. Để bảo đảm sự chặt chẽ và đầy đủ các nội dung cơ bản của giao dịch thì chúng ta nên tham khảo các mẫu hợp đồng hoặc nhờ các luật sư hoặc luật gia mà giúp đỡ. Ngoài ra, chúng ta phải xem bản thân sự việc còn có những yêu cầu gì cần đưa vào hợp đồng hay không. Chỉ khi nào tất cả những yêu cầu mà liên quan đến giao dịch được thỏa mãn thì mới chính thức ký hợp đồng. Tốt nhất là khi soạn thảo hợp đồng
xong thì nhờ người khác có am hiểu góp ý. Các ý kiến của người ngoài cuộc thì thường nó sẽ sáng suốt hơn. Cũng không nên chủ quan mà cho rằng là mình đã ký kết rất nhiều hợp đồng khác mà chúng ta bỏ qua sự chặt chẽ và quên đưa vào đầy đủ nội dung cơ bản trong hợp đồng, vì sự cẩn thận của bạn thì không bao giờ thừa cả. Ví dụ mà khi soạn thảo hợp đồng ngoại thương, nội dung thì chúng ta phải thật cụ thể về loại hàng, khối lượng, phương thức giao nhận như thế nào cụ thể, tỷ lệ hao hụt ra sao, áp tải giá cước như thế nào và có nên trách nhiệm vật chất hay không, thưởng phạt nhân dân. Điều cần chú ý là sau khi soạn thảo, đánh máy bao giờ cũng phải đọc dò lại để kiểm tra xem cái khâu mà đánh máy có thiếu sót gì không, và thêm một lần nữa để kiểm tra cân nhắc lại từng câu chữ của bản hợp đồng. Thứ năm, cái biện pháp thứ năm là cái nội dung của hợp đồng không được trái pháp luật và trái đạo đức xã hội. Nếu mà bất kỳ nội dung nào mà hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mà trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội thì nội dung đó nó sẽ bị vô hiệu. Nhiều cái trường hợp làm cho hợp đồng bị vô hiệu toàn bộ, điều này cũng sẽ làm chúng ta phải gánh chịu những cái hậu quả rất là nặng nề. Chẳng hạn như tài sản giao dịch có thể bị tịch thu, không thu hồi được vốn, hoặc là không được pháp luật bảo hộ, vân vân. Đây thực chất là một biện pháp mang cái yếu tố kỹ thuật, buộc cái người tham gia ký kết hợp đồng phải cân nhắc, xem xét về tính chất và hậu quả xấu có thể xảy ra trước khi chúng ta ký cái nội dung thỏa thuận vào văn bản. Một cái lẽ đương nhiên là người tham gia giao kết còn phải nhận biết chính xác những cái quy định của pháp luật về cái lĩnh vực mà mình giao kết để tránh không bị vi phạm. Và cái thứ sáu là chúng ta phải áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng đã được pháp luật quy định. Thì tùy theo mà pháp luật dân sự kinh tế quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng gồm có như là cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, đặt cọc, ký hủy, ký cược hay là phạt vi phạm. Thì cũng tùy theo từng nội dung của giao dịch mà người tham gia giao kết xem xét nên đưa cái hình thức bảo đảm nào vào sau cho mắt phù hợp, và không phải giao dịch nào cũng giống như cũng sử dụng mà cái hình thức bảo đảm giống nhau cả. Các biện pháp bảo đảm này nó có tính ràng buộc bên đối tác để tạo sự tin tưởng và độ an toàn khi giao dịch, nhất là trong cái hoạt động vay và cho vay của ngân hàng hoặc là tổ chức tín dụng. Các cái biện pháp này nhìn chung là hiệu quả cao, nó cũng ít xảy ra hậu quả xấu nên thường được áp dụng phổ biến, phòng ngừa sự vi phạm hợp đồng của cái bên đối tác. Chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là để bảo đảm cái tính pháp lý của hợp đồng khi áp dụng biện pháp bảo đảm như cầm cố, thế chấp tài sản thì cần phải làm cái thủ tục công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo theo đúng thủ tục của pháp luật quy định. Và một cái biện pháp thứ bảy là chúng ta nhờ các luật sư, luật gia hoặc là người có kinh nghiệm về lĩnh vực mà giao kết hợp đồng. Việc mà chúng ta nhờ các luật sư, luật gia hoặc là cố vấn từ khi soạn thảo mà ký kết hợp đồng nó có ý nghĩa rất là quan trọng, có thể được xem là một biện pháp hữu hiệu. Như luật gia, luật sư sẽ sử dụng cái kiến thức pháp lý và vận dụng một cách các quy định của pháp luật để giúp cái người mà tham gia giao dịch soạn thảo một cái hợp đồng chuẩn, và khi ký kết các bên có thể vững tin. Vấn đề còn lại là chúng ta phải lựa chọn đúng luật sư, luật gia mà mình cần tìm. Với sự giúp đỡ của các luật sư, luật gia, người tham gia giao dịch có thể yên tâm là mình đang ở trong một hành lang pháp lý an toàn. Điều này càng giải thích được cái hiện tượng là các doanh nghiệp nước ngoài, kể cả nhiều công nhân nước ngoài, bao giờ cũng có những luật sư tư vấn riêng. Nó khác hẳn với ở Việt Nam chúng ta thì ngược lại. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng việc nhờ luật sư, luật gia phải nhằm cái mục đích là giúp đỡ mình khi mà cái soạn thảo hợp đồng luôn luôn đúng pháp luật và bảo đảm cái sự an toàn pháp lý, chứ không được lợi dụng họ để soạn thảo ký kết hợp đồng có tính luồn lách pháp luật, che giấu các hành vi, các nội dung trái pháp luật. Đó là 7 cái biện pháp phòng tránh rủi ro cơ bản về pháp lý khi chúng ta thực hiện ký kết, thực hiện hợp đồng. Như vậy thì Hiền đã chia sẻ xong 5 phần của cái chuyên đề một số vấn đề cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng theo cái Bộ luật dân sự 2015. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi đóng góp, chia sẻ hoặc cần hỗ trợ tư vấn, các bạn để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với luật sư Hiền qua Zalo, số điện thoại 0909164167, 0917303340 hoặc địa chỉ email hiền luật sư 1003 1982@gmail.com.
và các bạn cũng có thể vào trang web nghiệpvukaetoan.vn hoặc đổigialuat.vn để cập nhật các tin tức, các bài viết có liên quan đến pháp luật, liên quan đến thuế, liên quan đến kế toán, liên quan đến lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, v.v. Các bạn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, like và chia sẻ để kênh ngày càng phát triển. Và bây giờ, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn an khang, mạnh khỏe, thành công. Hẹn gặp lại các bạn.